Sau đây xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Kiên, trưởng phòng sinh học phân tử trung tâm xét nghiệm Medlatech sẽ trình bày bài vai trò của các xét nghiệm di truyền sinh học phân tử trong lâm sàng. Và tôi thông báo trước đây cũng là một bài khá khó. Dạ, xin mời anh Kiên. Em xin giới thiệu thì em là bác sĩ Kiên, hiện tại thì đang công tác tại phòng sinh học phân tử của bệnh viện Medlatech. Thì trong bài báo cáo ngày hôm nay thì em xin muốn trình bày với các thầy cô, các quý vị đại biểu và các anh chị cũng như các bạn đồng nghiệp một cái nội dung, đó là ứng dụng trong lâm sàng của một số cái xét nghiệm sinh học phân tử. Thì em xin trình bày, thực ra thì sinh học phân tử là một cái công cụ khá là hữu hiệu, đắc lực mà nó phục vụ trong khá nhiều các cái mảng lĩnh vực khám chữa bệnh. Thứ nhất đó là các cái bệnh lý lây về truyền nhiễm. Thứ hai đó là em xin giới thiệu cái ứng dụng của sinh học phân tử trong việc xác định huyết thống. Cái thứ ba đó là ứng dụng của xét nghiệm sinh học phân tử trong các cái lĩnh vực sản khoa. Phần thứ tư và thứ năm là các bệnh lý huyết học cũng như là ung thư. Thì đầu tiên thì có thể nói là các cái ứng dụng sinh học phân tử trong bệnh lý lây và truyền nhiễm khá là phổ biến, và việc ứng dụng các cái kỹ thuật này có lẽ là cũng bắt đầu tiên trong các bệnh lý lây và ngày càng trở nên phổ biến. Thì trong các bệnh lý truyền nhiễm này em xin giới thiệu ba cái lĩnh vực, ba cái ứng dụng trong các cái tác nhân lây truyền qua đường tình dục, bệnh lý viêm gan, virus và HIV, và thứ ba là trong các bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp. Thì như chúng ta đã biết thì cái vấn đề các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì hiện nay là một cái vấn đề khá là nóng hổi và là một cái vấn đề điển hình của một cái xã hội đang hiện đại hóa. Thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì mỗi ngày có hơn 1 triệu người mắc cái ca lây bệnh qua đường tình dục. Trong đó thì bốn cái bệnh hay gặp nhất đó là chlamydia, lậu, giang mai và trùng roi. Ước tính có khoảng 500 triệu người trên thế giới nhiễm herpes simplex virus, gần 300 triệu người nhiễm HPV. Còn ở Việt Nam thì theo thống kê của Viện Da Liễu Trung ương thì mỗi năm có hơn 200.000 ca, và cái con số này thực tế thì còn nhiều hơn nhiều. Thì cái việc nhiễm các cái tác nhân nhiễm khuẩn qua truyền qua đường tình dục này thì nó có khá nhiều nguy cơ. Một đó là làm tăng nguy cơ nhiễm HIV nếu như bạn đang bị giang mai hoặc là HSV. Cái thứ hai, các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục có thể gây ra những cái biến chứng nghiêm trọng mà nó vượt ngoài các cái biểu hiện rất đơn giản của nhiễm khuẩn. Ví dụ như cái vấn đề vô sinh, các biến chứng sản khoa như sảy thai, trở ngoài tử cung, trẻ sinh non và sinh thiếu cân nặng, cũng như là lây truyền các bệnh cho con như viêm phổi sơ sinh. Một cái vấn đề cũng không thể không nhắc đến đó là ung thư cổ tử cung do HPV. Thì hàng năm có khoảng 570.000 ca ung thư cổ tử cung và 300.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Đây là các cái căn nguyên thường gặp gây ra các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Nhóm vi khuẩn có thể kể đến chlamydia, vi khuẩn lậu, giang mai. Nhóm virus có thể kể đến các bệnh lý viêm gan virus, herpes simplex và HIV. Ký sinh trùng ta có trùng roi, trichomonas và các nguyên nhân nấm. Đây là các cái công cụ hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng trong chẩn đoán các cái tác nhân gây truyền qua đường tình dục. Ở đây em xin giới thiệu đó là cái xét nghiệm HPV định típ phục vụ chẩn đoán các cái nguyên nhân gây u sùi hoặc là sàng lọc các típ nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Nhóm thứ hai đó là cái nhóm clam lậu PCR. Đây là một trong hai các cái tác nhân vi khuẩn lây bệnh hay gặp nhất. Và thứ ba em xin giới thiệu một cái công cụ khá là mạnh mẽ, nó cover có vẻ như là rất là rộng các cái tác nhân vi khuẩn, đó là gồm có chlamydia, lậu, herpes, trùng roi, gonorrhea, các vi khuẩn như mycoplasma và ureaplasma. Thì em xin phép được đi sâu hơn vào cái xét nghiệm định típ vi khuẩn HPV, virus HPV. Thì như chúng ta đã biết thì HPV là một cái nhiễm khuẩn phổ biến, rất là phổ biến trên thế giới, và người ta đã xác định được hàng trăm típ HPV, trong đó ít nhất là có 14 típ là nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung. Trong đó thì cái HPV 16 và típ 18 gây ra 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung. Thống kê cho thấy trên 90% các trường hợp ung thư cổ tử cung là nhiễm các típ HPV nguy cơ cao. Thì ở các nước kém phát triển hoặc các cái khu vực có thu nhập thấp thì ung thư cổ tử cung đứng thứ hai, chiếm tới 84% các ca trên thế giới. Đây là cái biểu đồ so sánh cái mối tương quan giữa ung thư mà liên quan đến các cái tác nhân nhiễm khuẩn. Ở đây ta có thể thấy là ung thư cổ tử cung do HPV nó chiếm tới gần 60%,
bên cạnh các nguyên nhân khác gây ung thư như viêm gan B, viêm gan C, vi khuẩn HP và một số nguyên nhân khác. Chính vì vậy mà Tổ chức Y tế Thế giới đã đề ra cái chiến lược phòng ngừa nhiễm HPV và ung thư cổ tử cung. Chúng ta có thể thấy sẽ có 3 chiến lược. Chiến lược đầu tiên đó là tiêm phòng vaccine cho độ tuổi từ 9 đến 13. Chiến lược phòng ngừa thứ hai đó là sàng lọc ung thư cổ tử cung thì áp dụng đối với phụ nữ từ 30 tuổi trở lên bằng các phương pháp như HPV test hoặc là quan sát cổ tử cung bằng việc bôi các cái acid acetic hoặc là lugol. Và cuối cùng là cái phương pháp điều trị khi mà đã có ung thư cổ tử cung. Thì hiện nay có 3 phương pháp được sử dụng để sàng lọc trong ung thư cổ tử cung. Thứ nhất là các phương pháp tế bào học, Pap smear, hay là các phương pháp tế bào học còn gọi là Pap nhúng dịch. Cái phương pháp thứ hai đó là quan sát cổ tử cung bằng cách bôi acid acetic hoặc là lugol, người ta gọi là VA hoặc là VLI đấy. Và phương pháp thứ ba đó là cái xét nghiệm HPV các tip nguy cơ cao. Thì cái việc lựa chọn các phương pháp sàng lọc còn phụ thuộc vào lứa tuổi. Trước 21 tuổi thì không có các cái khuyến cáo để sàng lọc ung thư cổ tử cung trừ một số trường hợp bất thường, chẳng hạn như có yếu tố di truyền hoặc là bệnh nhân phơi nhiễm với hóa chất. Cái độ tuổi từ 21 đến 30 thì cái phương pháp tế bào học được lựa chọn mỗi 3 năm. Và sau 30 tuổi thì người ta sẽ có 2 chiến lược. Một là làm tế bào học mỗi 3 năm và hai là kết hợp giữa xét nghiệm HPV và tế bào học. Thì hiện nay đây là 2 cái cách mà các bác sĩ lâm sàng hay sử dụng. Tuy nhiên đến năm 2015 thì có một khuyến cáo tạm thời của các cái tổ chức sản khoa trên thế giới, đó là việc sử dụng HPV test như là một cái xét nghiệm sàng lọc cơ bản ban đầu. Tức là người ta sẽ làm HPV test cho phụ nữ 30 tuổi. Những bệnh nhân có dương tính với tip 16-18, tức là cái tip nguy cơ cao gây ung thư, thì sẽ được soi cổ tử cung. Nếu như bệnh nhân mà dương tính với 12 tip nguy cơ kia khác, thì sẽ được làm tế bào học. Nếu như tổn thương từ acus trở lên, sẽ được làm soi cổ tử cung. Và nếu như âm tính thì sẽ được theo dõi sau 12 tháng. Và trường hợp thứ ba đó là âm tính với HPV thì sẽ được theo dõi thường quy sau đấy. Chúng ta băn khoăn việc lấy mẫu trong việc sàng lọc các tip HPV nguy cơ cao như thế nào. Thì đây là cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Đó là cái việc lấy mẫu này không bắt buộc phải do nhân viên y tế và không bắt buộc phải kèm theo đặt mẫu vịt. Tức là nếu như khách hàng có thể tự làm xét nghiệm này thì có thể làm tại nhà hoặc là cơ sở y tế bằng những cái dụng cụ mà có chiều dài thích hợp để lấy được cái tế bào ở cái đỉnh của âm đạo. Vâng, em xin chuyển sang cái xét nghiệm thứ hai. Đây là một cái xét nghiệm có thể coi là một cái công cụ khá là mạnh trong việc phát hiện các cái tác nhân lây truyền qua đường tình dục. Ở đây thì có thể thấy phương pháp xét nghiệm này có thể phát hiện được 7 nhóm tác nhân. Thứ nhất là clam, thứ hai là lậu, thứ ba là herpes, thứ tư là trùng roi và các cái vi khuẩn khác như gonorrhea, myco và ureplasma. Ở đây trên bảng em có show ra 4 hội chứng thường gặp trong các cái bệnh lý lây truyền qua tình dục. Thứ nhất là hội chứng loét, thứ hai là hội chứng tiết dịch niệu đạo, thứ ba là hội chứng tiết dịch âm đạo và thứ tư là cái hội chứng đau bụng dưới. Thì cái xét nghiệm STD9 này có thể cover hết được phần lớn các nguyên nhân này. Thứ nhất đó là nó phát hiện được herpes trong nguyên nhân gây ra hội chứng loét. Thứ hai, nó có thể phát hiện được các nguyên nhân gây ra hội chứng tiết dịch niệu đạo như là vi khuẩn lậu, chlamydia, một số nguyên nhân ít gặp hơn như myco và ureplasma. Thứ ba, đó là cái xét nghiệm này cũng cover được cái nguyên nhân gây ra hội chứng tiết dịch âm đạo cũng hoặc là các hội chứng đau bụng dưới. Thì cái phương pháp này có giá trị như thế nào? Nó sẽ giúp cho các bác sĩ lâm sàng nhanh chóng tìm được ra cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý của bệnh nhân. Từ đó thì bác sĩ có thể có những cái phác đồ điều trị kháng sinh phù hợp. Thì đây là những cái đối tượng chỉ định cho xét nghiệm này. Một là bệnh nhân có các cái triệu chứng nghi ngờ của nhiễm trùng đường sinh dục, đó là các hội chứng tăng tiết dịch niệu đạo, tăng tiết dịch âm đạo hoặc là hội chứng đau bụng dưới. Các cái đối tượng nguy cơ cao quan hệ tình dục không an toàn thì cũng có thể chỉ định được xét nghiệm này. Phụ nữ có thai quý đầu cũng có được khuyến cáo làm xét nghiệm này để có thể có biện pháp điều trị thích hợp để phòng tránh việc lây bệnh cho con. Và thứ tư đó là người ta thấy rằng việc mắc một nguyên nhân lây truyền qua đường tình dục thì có nguy cơ cao mắc các nguyên nhân khác. Vì vậy mà xét nghiệm này cũng thích hợp cho cái đối tượng này.
Đây là các cái giá trị của xét nghiệm STD. Thì đối với bác sĩ và cán bộ chỉ định thì ta có thể thấy do cái khả năng cover được khá nhiều tác nhân nên nó sẽ giúp cho các bác sĩ lâm sàng tránh bỏ sót các chỉ định và rút ngắn thời gian chỉ định cũng như lựa chọn được cái phác đồ điều trị phù hợp nhất. Còn đối với khách hàng thì một là cái giá thành dịch vụ trung bình trên một tác nhân khá là thấp, và thứ hai là đối với những đối tượng phụ nữ có thai thì cũng cho phép quản lý bệnh lây truyền qua đường tình dục để có những biện pháp phòng tránh lây truyền khi sinh. Cái cách lấy mẫu của cái xét nghiệm này cũng khá là đơn giản. Đó là dịch vết sinh dục hoặc là dịch niệu đạo lấy bằng tăm bông vô khuẩn và được bảo quản trong vòng 2 ngày ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Vợ em xin chuyển sang cái nhóm bệnh thứ hai, đó là cái nhóm bệnh viêm gan virus và HIV. Đây là các cái công cụ giúp cho các bác sĩ lâm sàng có thể kể đến, đó là các cái xét nghiệm đo tải lượng virus trong máu, các xét nghiệm về đột biến gen và đột biến kháng thuốc. Thì như chúng ta đã biết thì viêm gan B virus là một cái vấn đề sức khỏe toàn cầu, thì hiện nay trên thế giới có ước tính khoảng 2 tỷ người đang nhiễm virus viêm gan B, trong đó thì 700 triệu người nhiễm HPV mãn tính và 75% trong đó là người châu Á. Thì Việt Nam của chúng ta là một trong những nước có cái tỷ lệ nhiễm cao nhất trên thế giới, cái tỷ lệ đó là từ 15-20%. Thì ở đây em muốn xin chỉ ra các cái chỉ định của xét nghiệm này và cái cách theo dõi của cái xét nghiệm HPV DNA trong quá trình điều trị. Trước hết, cái xét nghiệm này được chỉ định nhằm xác định tiêu chuẩn chẩn đoán, xác định tiêu chuẩn lựa chọn điều trị thuốc kháng virus. Bên có hai tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là cái bằng chứng của tổn thương tế bào gan hoặc là cái bằng chứng sơ hóa gan. Cái tiêu chuẩn thứ hai đó là cái tiêu chuẩn về tải lượng của virus. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là đối với HBeAg mà dương tính thì HBV trên 10 mũ 5 thì bắt đầu điều trị. Còn HBe âm tính thì HBV DNA trên 10 mũ 4. Cái xét nghiệm này cũng được theo dõi trong quá trình điều trị thuốc kháng virus với cái thời gian là khoảng 3 đến 6 tháng một lần, nhằm đánh giá cái gì? Đó là các cái đáp ứng virus hoặc đánh giá các trường hợp không đáp ứng nguyên phát hay tái phát virus để các bác sĩ lâm sàng có thể có lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp. Xét nghiệm HPV DNA cũng được sử dụng trong đánh giá các tiêu chuẩn dừng thuốc ức chế virus. Cái trường hợp HBeAg dương tính sau khoảng 1 năm có chuyển đổi huyết thanh HBe và DNA dưới ngưỡng thì có thể dừng điều trị. Đối với cái HBe âm tính thì sau khoảng 3 lần xét nghiệm liên tiếp mỗi 6 tháng HPV dưới ngưỡng thì có thể dừng điều trị. Một cái công cụ thứ hai giúp các bác sĩ lâm sàng trong điều trị viêm gan B đó là cái xét nghiệm đột biến Precor và Promoter. Thì như chúng ta đã biết thì cái gen này là gen nằm ở vùng gen S của virus HPV. Người ta thấy rằng có 10-30% các cái trường hợp có chuyển đổi HBeAg thì vẫn tiếp tục có tăng lồng độ men gan và lồng độ cao của HPV DNA. Các trường hợp mang virus không hoạt động thì cũng có 10% tái hoạt trở lại sự nhân lên của virus. Và phần lớn những trường hợp này người ta thấy có cái đột biến ở cái vùng gen Precor và vùng Promoter. Như vậy thì cái xét nghiệm này được chỉ định trong trường hợp mà bệnh nhân có HBe âm tính mà nồng độ HBV DNA vẫn ở ngưỡng cao. Từ đó để bệnh nhân có, bác sĩ lâm sàng có cái cơ sở để đánh giá tiên lượng bệnh. Cái xét nghiệm thứ ba trong các cái công cụ để hỗ trợ điều trị viêm gan B virus đó là các cái đột biến kháng thuốc. Như chúng ta đã biết thì có một số các cái thuốc được sử dụng đường uống trong điều trị viêm gan B, đó là ví dụ như lamivudin, adefovir, entecavir hoặc telofovir. Thì các cái bên cạnh cái đột biến HBe giúp cho virus nó né tránh được một phần hệ thống miễn dịch thì các cái đột biến xảy ra ở cái vùng gen P cũng là cái vùng gen mà quy định cái enzyme polymerase. Thì những cái đột biến ở vùng gen P này sẽ giúp cho virus tránh được cái sự ức chế của thuốc kháng virus. Cái biểu đồ này cho ta thấy là cái tỷ lệ kháng virus khá cao, đến 70% sau 5 năm sử dụng đối với lamivudin, 29% sau 5 năm đối với adefovir. Cái hàng rào miễn dịch, hàng rào di truyền kháng thuốc thì sẽ cao hơn đối với entecavir hoặc tenofovir. Như vậy thì xét nghiệm này được sử dụng trong, được chỉ định khi nào? Đó là khi mà có các bệnh nhân có dấu hiệu kháng thuốc hoặc là thất bại trong quá trình điều trị. Thì bệnh nhân, bác sĩ lâm sàng sẽ chỉ định cái xét nghiệm ngày nhằm thay đổi các điều trị thuốc. Cái mẫu sử dụng cho xét nghiệm này đó là cái mẫu huyết tương chống đông EDTA, và
cũng yêu cầu có một lồng độ virus nhất định trong đó để có thể xét nghiệm, có thể tiến hành được xét nghiệm ạ. Đối với bệnh lý viêm gan C thì trước đây cái việc điều trị viêm gan C khá là khó khăn, nhưng những năm gần đây việc phát minh ra cái thuốc ức chế virus trực tiếp đã giúp cho tiên lượng điều trị HCV tốt hơn khá là nhiều. Thì trong viêm gan C chúng ta có hai cái công cụ để hỗ trợ điều trị, một là cái xét nghiệm đo tải lượng virus và thứ hai đó là xét nghiệm định tích. Thì HCV RNA được chỉ định như thế nào và có ý nghĩa như thế nào? Khác với viêm gan B virus, nếu như mà có HBsAb thì bệnh nhân có kháng thể chống lại bệnh, tức là không bị bệnh. Nhưng mà ở viêm gan C thì những người có dương tính với kháng thể HCV thì lại là những đối tượng mà đang mắc hoặc là đã bị mắc HCV. Vì vậy, bệnh nhân sẽ cần phải làm cái xét nghiệm đo tải lượng này để chẩn đoán xem bệnh nhân có đang bị nhiễm virus viêm gan C hay không. Và thứ hai là sau khi đã được chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C thì người ta sẽ tiếp tục theo dõi cái tải lượng virus này ít nhất 12 tuần sau quá trình chẩn đoán để điều trị thuốc kháng virus trực tiếp như viêm gan C mãn tính. Cái xét nghiệm này cũng được sử dụng trong việc theo dõi đáp ứng điều trị hoặc là đánh giá các tiêu chuẩn ngừng điều trị. Thì ở đây em có liệt kê ra các cái thời điểm được sử dụng cái xét nghiệm này, đó là bắt đầu quá trình điều trị 4 tuần sau quá trình điều trị, 8 tuần sau khi bắt đầu điều trị, 12 tuần sau khi kết thúc điều trị, 24 tuần. Và những cái xét nghiệm này cũng được sử dụng khi mà có các cái dấu hiệu của nguy cơ tái nhiễm hoặc là tăng men gan trở lại. Như ở đây chúng đã thấy thì cái HCV trong quá trình điều trị được theo dõi thường thì 4 tuần. Nếu như điều trị có đáp ứng thì nồng độ virus sẽ dưới ngưỡng. Trong trường hợp mà vẫn trên ngưỡng ở tuần thứ 4 và tuần thứ 8 tăng lên trên 10 lần thì sẽ ngừng phác đồ điều trị để thay thế phác đồ khác. Sau điều trị người ta cũng đánh giá HCV nhằm đánh giá cái khả năng đáp ứng bền vững với virus. Sau 12 tuần thì gọi là SRV12, sau 24 tuần thì gọi là SRV24. Nếu như không đạt được cái SRV12 này thì coi như là thất bại điều trị và sẽ cần phải thay đổi phác đồ điều trị khác. Cái công cụ thứ hai đó là cái xét nghiệm định tiếp của viêm gan C virus. Thì có ít nhất 6 típ, từ 1 đến 6 đối với viêm gan C, trong đó ở Việt Nam thì phân bố chủ yếu là các típ 1 và típ 6, 60% típ 1 và trên 30% là típ 6. Thì cái xét nghiệm này cũng là cái xét nghiệm không thể thiếu được trước khi điều trị cho bệnh nhân viêm gan C, vì nó có vai trò đó là giúp bác sĩ lâm sàng lựa chọn được cái phác đồ thuốc ức chế virus thích hợp cũng như là cái thời gian của phác đồ đó. Có một số lưu ý đối với xét nghiệm HCV genotype, đó là có một tỷ lệ nhỏ không xác định được genotype bằng các cái phương pháp mà real-time PCR thông thường, và trong những trường hợp như thế thì chúng ta sẽ phải giải trình tự gen của viêm gan C để định típ của viêm gan C. Em xin chuyển sang cái xét nghiệm thứ ba, đó là cái xét nghiệm đo tải lượng của virus HIV. Thì đây là một cái bệnh lý có tính đặc thù, mà vì vậy mà các cái phòng xét nghiệm làm được cái xét nghiệm này cần phải có một số tiêu chuẩn mà Bộ Y tế quy định. Thì ở Metatech cũng đang là một trong những địa điểm có thể tiến hành cái việc thẩm định có nhiễm HIV hay không và có thể tiến hành được cái xét nghiệm đo tải lượng HIV. Thì trong nhiễm HIV có 3 đối tượng sẽ được theo dõi bằng phương pháp xét nghiệm này. Đó là một là bệnh nhân, những đối tượng mà theo dõi thường quy trong quá trình điều trị thuốc ARV. Cái thứ hai đó là khi mà bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ thất bại điều trị. Và thứ ba đó là những phụ nữ nhiễm HIV khi mang thai hoặc là khi cho con bú. Thì trong theo dõi thường quy, HIV RNA sẽ được chỉ định khi bắt đầu quá trình điều trị sau 6 tháng bắt đầu điều trị, 12 tháng. Và sau đấy 12 tháng một lần nếu như mà theo dõi thường quy dưới 200 copy trên ml. Đây là cái theo dõi thường quy. Tuy nhiên trong trường hợp mà nghi ngờ thất bại, thì bệnh nhân sẽ được làm vào cái thời điểm mà mình có các cái dấu hiệu của nghi ngờ thất bại điều trị lâm sàng, điều trị miễn dịch hay là điều trị virus, thì sẽ được kiểm tra ngay lúc đó. Và lần thứ hai sau 3 tháng, nếu như lần 2 mà dưới 200 copy thì người ta nhận định là không thất bại và sẽ tiếp tục theo dõi thường quy. Nếu như nồng độ virus từ ngưỡng từ 200 đến 1000 thì sẽ tư vấn cho bác sĩ điều trị, tư vấn cho bệnh nhân đó tuân thủ điều trị và theo dõi thường quy. Và nếu như mà tải lượng trên 1000 thì được coi là thất bại điều trị và khi đó thì bệnh nhân sẽ cần phải thay đổi phác đồ điều trị. Còn đối với phụ nữ có thai và cho con bú thì cái tần suất
làm cái xét nghiệm HIV RNA nó sẽ khác một chút. Đối với những người bệnh mà đang điều trị ARV phát hiện có thai thì người ta sẽ làm cái xét nghiệm này ngay khi có thai và theo dõi mỗi 1 đến 3 tháng tùy vào tuổi thai và kết quả xét nghiệm. Phụ nữ mà đang mang thai phát hiện nhiễm HIV thì sẽ xét nghiệm từ 3 đến 6 tháng. Phụ nữ nhiễm HIV cho con bú thì cũng sẽ được theo dõi định kỳ từ 3 đến 6 tháng cho đến khi ngừng cho con bú. Vâng. Trong các cái bệnh lý phát hiện các cái tác nhân nhiễm khuẩn hô hấp thì em xin liệt kê ở đây ra 3 cái xét nghiệm khá là mạnh mẽ trong việc phát hiện các tác nhân này. Thứ nhất đó là cái xét nghiệm phát hiện vi khuẩn lao. Thứ hai đó là các cái xét nghiệm phát hiện tác nhân vi khuẩn gây viêm phổi không cộng đồng. Thứ ba là một cái panel đa tác nhân có thể phát hiện được rất nhiều các virus, vi khuẩn và nấm gây ra các bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp. Thì đối với xét nghiệm lao, PCR phát hiện lao thì đây là một cái xét nghiệm khá là chính xác và cái thời gian cho ra kết quả xét nghiệm khá là nhanh. Chúng ta có thể thấy là cái xét nghiệm đang tiến hành tại Melatech nó khá đặc biệt ở chỗ là nó target vào 3 vùng gen của vi khuẩn lao IS6110, MPP64 và 16SRNA. Những cái xét nghiệm PCR thông thường nó chỉ target vào đúng một cái vùng gen là IS6110 mà thôi. Nhờ target vào nhiều vùng gen như vậy mà xét nghiệm lao PCR ở đây có thể phát hiện được 5 cái vi khuẩn lao gây bệnh ở người, cũng như là ở đây là có 6 cái vi khuẩn lao gây bệnh không điển hình. Cái kết quả này thông thường để muốn phân biệt giữa lao điển hình và không điển hình thì chúng ta thường thì sẽ phải làm cái xét nghiệm MGIT thì sau khoảng 6 tuần thì mới có kết quả được. Em xin chuyển sang cái xét nghiệm thứ hai, đó là phát hiện các cái tác nhân gây viêm phổi cộng đồng. Thì ở đây xét nghiệm này cũng khá là mạnh mẽ khi mà có thể phát hiện được đồng thời 7 tác nhân, trong đó có những cái tác nhân hay gặp ví dụ như phế cầu, Haemophilus influenza, tụ cầu vàng. Và ở đây xét nghiệm này còn phát hiện được cả 3 vi khuẩn gây viêm phổi không điển hình, đó là Mycoplasma, Chlamydophila và Gonorrhea. Cái xét nghiệm thứ 3, đây là một cái panel nó phát hiện được rất nhiều các tác nhân. Ở đây liệt kê ra có khoảng hơn 30 các tác nhân và xét nghiệm này cho kết quả đồng thời trong một lần làm xét nghiệm. Ở đây chúng ta thể thấy nhóm virus có thể phân tích được cả virus cúm A, cúm B, cúm C, H1N1, hợp bào hô hấp, á cúm và các cái vi khuẩn khác, virus khác gây ra các cái triệu chứng, các cái bệnh lý cảm lạnh. Nhóm vi khuẩn thì bên cạnh các cái nguyên nhân vi khuẩn gây viêm phổi không viêm phổi cộng đồng thì xét nghiệm này còn có phát hiện được vi khuẩn Bordetella, tức là cái vi khuẩn gây ra bệnh lý ho gà, và cái nguyên nhân nấm, đây là cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý viêm phổi do nhiễm vi bào nấm có tên là Pomocytis rovesi, tên cũ là Carini, thường gặp ở những đối tượng mà có cái dấu hiệu suy giảm miễn dịch. Em xin chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là cái ứng dụng xét nghiệm sinh học phân tử trong việc xác định mối quan hệ huyết thống. Thì hiện nay tại Melatech đang triển khai cái xét nghiệm này, một cái xét nghiệm mà có cơ sở sinh học phân tử di truyền khá là thú vị, và cái xét nghiệm này nó được thực hiện khá là chính xác cho thời gian trong thời gian nhanh chóng và cái độ bảo mật cao. Ở đây chúng ta sẽ phân tích một chút về cái cơ sở di truyền của phương pháp này. Thì cái xét nghiệm mà xác định ADN huyết thống này sử dụng các cái marker DNA có bản chất là STR. Đây là các cái đoạn lặp lại. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy cái đoạn lặp lại AGAT ở một người lặp lại 7 lần, nhưng người khác thì lại lặp lại 12 lần. Tức là các cái marker này có tính đa hình và tính di truyền. Nhờ đó mà người ta xác định, nhờ đó mà đây là tạo ra được cái cơ sở di truyền cho phương pháp. Thì nếu như sử dụng một cái panel nhiều marker thì có thể tạo ra được cái một profile DNA mà không một cá thể nào trên thế giới này có thể trùng lập được, và người ta tính toán ra cái xác suất để trùng lập đó là một cái xác suất của một sự kiện không thể xảy ra. Đây chính là cái cơ sở di truyền của phương pháp. Thì để hiểu được cái cách chỉ định xét nghiệm này thì chúng ta cũng phải hiểu được cái cách thức di truyền. Đây là các cái mẫu bệnh phẩm. Thì cái phương pháp xét nghiệm ADN huyết thống này có thể thực hiện được trên khá nhiều các loại mẫu, từ mẫu máu, mẫu niêm mạc miệng, chân tóc,
nước ối, móng tay đến cuống rốn khô đều có thể thực hiện được. Ở đây em xin phép trình bày được các cái cơ sở để từ đó mình có thể chỉ định được cái xác định cái cách mối quan hệ hệ thống. Thì đầu tiên đó là mối quan hệ trực hệ. Thì trực hệ là gì? Tức là mối quan hệ giữa cha con với cha mẹ với con. Thì cái panel marker sẽ được sử dụng trên 23 cặp nhiễm sắc thể thường. Để xác định được các cái mối quan hệ không trực hệ, tức là có cái khoảng cách di truyền cao hơn, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái panel marker khác. Ở đây thì cái panel đó là các cái marker làm trên nhiễm sắc thể X. Như chúng ta thấy thì đây là cái sơ đồ di truyền của nhiễm sắc thể X. Cái nhiễm sắc thể X này được di truyền, cái chấm xanh hơi nhỏ, cái nhiễm sắc thể X này được di truyền từ bà nội cho bố và sau đó thì cho con gái. Thì dựa vào cái con đường di truyền như thế này thì có thể xác định được mối quan hệ giữa bà nội và cháu gái cũng như là các chị em cùng cha. Cái thứ hai đó là cái cơ sở để xác định mối quan hệ huyết thống trên nhiễm sắc thể Y. Thì như chúng ta đã biết thì cái nhiễm sắc thể Y chỉ truyền từ bố cho con, từ ông nội cho bố và trên đó. Thì nếu dựa vào các marker trên nhiễm sắc thể Y này, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ giữa ông nội và cháu trai, chú bác, tức là anh em của bố với cháu trai và các anh em trai cùng bố, thì có thể xác định được cái mối quan hệ này trên các cái marker của nhiễm sắc thể Y. Và cái cuối cùng là cái phân tích DNA ti thể. Cái này khá đặc biệt, thì như chúng ta đã biết thì đây là hợp tử. Đây là hợp tử. Trước khi đây là cái tế bào đầu tiên hình thành nên một cơ thể hoàn chỉnh, thì nó có nguồn gốc là tế bào trứng của mẹ và DNA từ tinh trùng. Cái ti thể này thì nó chỉ có ở trứng, và vì vậy mà cái di truyền này thì chỉ di truyền theo dòng mẹ, tức là chỉ có mẹ di truyền cho con của mình. Đó là lý do mà nếu dựa vào cái ti thể này, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ giữa anh chị em cùng mẹ, tức là cùng sinh ra từ một mẹ, thì có sẽ chung cái ti thể của tế bào trứng đó. Cái thứ hai là cái mối quan hệ giữa dì cậu, tức là anh chị em của mẹ, vì cùng di truyền cái ti thể từ bà ngoại. Thế nên có thể xác định mối quan hệ giữa dì cậu với các cháu trai và cháu gái. Và thứ ba đó là xác định được mối quan hệ giữa bà ngoại với cháu trai và cháu gái, vì cái DNA ti thể này nó sẽ di truyền từ bà ngoại cho mẹ và cho các con của mẹ. Đây là một cái ví dụ về cái phiếu kết quả trả xét nghiệm huyết thống. Thì ở đây người ta sẽ dựa vào các cái sự chia sẻ allele. Chúng ta thấy ở cái locus D8 này thì có sự chia sẻ giữa allele 13, locus 21 có sự chia sẻ của allele 30. Tức là cái trường hợp này có sự chia sẻ allele giữa cái người con và một cái người cha tình nghi, và dựa vào các cái thuật toán người ta tính ra được cái xác suất làm cha sinh học ở đây là gần như là tuyệt đối, từ gần 100%. Em xin chuyển sang cái nội dung thứ ba, đó là cái ứng dụng sinh học phân tử trong cái lĩnh vực sản khoa. Thì ở đây bài báo cáo sáng nay của bác sĩ Sơn đã liệt kê và đã trình bày được các cái xét nghiệm này. Em xin điểm danh lại để chúng ta có thể nhớ. Cái thứ nhất đó là cái sàng lọc trước sinh không xâm lấn, NIPT. Cái thứ hai đó là các phương pháp chẩn đoán trước sinh sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử như QFPCR và POP. Cái thứ ba là cái đột biến vi bất đoạn trên nhiễm sắc thể Y gây ra thiểu tinh nặng và vô tinh. Cái thứ tư là cái đột biến gen thrombophilia gây ra cái hội chứng ưa huyết khối di truyền. Thì các cái nội dung này đã được trình bày vào sáng nay. Cái nội dung thứ tư đó là cái ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý huyết học. Thì có rất nhiều các bệnh lý huyết học. Ở đây em xin trình bày về hai cái bệnh lý. Đó là một là cái thiếu máu tan máu bẩm sinh, thalassemia. Và thứ hai đó là các cái bệnh lý thuộc hội chứng tăng sinh tủy ác tính. Thì thiếu máu tan máu bẩm sinh là gì? Đây là một cái bệnh thiếu máu do cái sự giảm tổng hợp hoặc là mất tổng hợp các chuỗi globin cấu tạo lên phân tử hemoglobin. Thì tùy thuộc vào cái sự giảm tổng hợp của chuỗi nào mà ta có các cái thể thalassemia tương ứng. Ví dụ như alpha thalassemia do sự mất hoặc giảm tổng hợp của chuỗi alpha globin, beta thalassemia thì tương ứng với chuỗi beta globin. Thì cái đặc điểm, chúng ta có thể cái đặc điểm hồng cầu trong bệnh lý thalassemia, nó nếu như một cái tế bào máu bình thường, cái hồng cầu hình cầu và nó khá là mềm mại, thì đối với cái bệnh lý thalassemia này thì cái do các cái rối loạn trong cái
chuỗi hemoglobin mà phân tử hồng cầu khá là méo mó và dễ vỡ. Thì bệnh lý thalassemia này là một trong những cái bệnh lý di truyền phổ biến nhất trên thế giới. Cái tính phân bố có tính mang tính địa lý, nó phân bố ở vùng Địa Trung Hải, vùng Trung Đông và có một tỷ lệ rất cao ở vùng Đông Nam Á. Thì cái tỷ lệ mang gen ở trên thế giới là 7%, còn ở Việt Nam thì trung bình là 13,8%. Một số dân tộc thì cái tỷ lệ mang gen rất cao đến 70-80%. Ước tính ở Việt Nam sẽ có 12 triệu người mang gen và mỗi năm có 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh thalassemia. Các cái biến chứng của bệnh lý thalassemia thì khá là đa dạng. Nó phụ thuộc vào cái thể thalassemia đó nó có phụ thuộc vào truyền máu hay không mà nó gây ra nhiều biến chứng. Biến chứng ở thalassemia thì phải kể đến các biến chứng tim mạch như là suy tim, viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim. Thì các cái biến chứng tim mạch này nó gây ra 70% tử vong của các bệnh lý thalassemia. Các bệnh lý về gan mật như suy gan, các cái rối loạn nội tiết như suy sinh dục, suy tuyến giáp, rối loạn chuyển hóa đường, các bệnh lý xương khớp, thần kinh và hô hấp. Thì cái điều trị trong thalassemia thường là điều trị kéo dài suốt đời và các cái biến chứng của nó khá là nặng nề, do đó thì cái biện pháp phòng bệnh là rất quan trọng trong việc hạn chế bệnh cái ảnh hưởng của thalassemia. Em xin trình bày một chút về hai cái gen alpha và beta tham gia vào tổng hợp cái chuỗi globin cấu tạo lên phân tử hemoglobin. Thì cái gen alpha này nó nằm trên nhiễm sắc thể 16, gồm có hai gen chính là alpha 1 và alpha 2. Như vậy một người bình thường sẽ có 4 gen alpha. Các cái đột biến trên gen alpha hay gặp thường gặp là cái kiểu mất đoạn, và tùy thuộc vào cái mất đoạn đó nó có thể gây ra các cái kiểu alpha cộng, tức là cái kiểu hình giảm tổng hợp, hoặc alpha 0 thì là không tổng hợp được chuỗi alpha nào. Thì một trong những cái biến chứng rất nặng ở cái bệnh lý alpha thalassemia đó là cái tử vong, cái thai phù thai nhi và dẫn đến thai chết lưu do cái bệnh lý hemoglobin bad, tức là cả cái bốn chuỗi alpha của cái thai của thai nhi đó đều bị đột biến di truyền từ bố mẹ của mình là những người mang gen. Cái gen beta thì nằm trên nhiễm sắc thể 11. Gen beta thì chỉ có hai gen nằm trên hai nhiễm sắc thể thôi, và các cái đột biến của gen beta thường gặp là các cái đột biến điểm, các cái đột biến thay thế, và nó cũng gồm có hai loại đột biến, đó là đột biến giảm tổng hợp chuỗi beta globin và các cái đột biến không tổng hợp được beta globin, là tương ứng với beta cộng và beta không. Ở đây em xin trình bày một số cái mô hình di truyền của gen bệnh. Thì cái bệnh lý thalassemia này nó di truyền theo kiểu di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Cái trường hợp đầu tiên đó là cái trường hợp mà một người cha hoặc mẹ mang gen kết hôn với một người bình thường. Thì ở đây chúng ta thấy có 50% trẻ sinh ra là trẻ mang gen bệnh và 50% là trẻ bình thường. Đối với cái trường hợp mà cả cha và mẹ đều là người mang gen thì có 50% số trẻ sinh ra là trẻ mang gen, 25% là trẻ bị bệnh thalassemia. Trường hợp mà mẹ bị bệnh, bố là người mang gen thì 50% mang gen và 50% số con bị bệnh. Cái trường hợp này là cái trường hợp cả bố và mẹ đều mắc bệnh thalassemia thì 100% số con sinh ra đều mắc bệnh lý thalassemia. Thì các cái xét nghiệm được sử dụng trong sàng lọc thalassemia đó là gồm có các xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, sắt huyết thanh, ferritin. Cái thứ ba nó là điện di huyết sắc tố và thứ tư là cái xét nghiệm đột biến gen thalassemia. Thì cái vấn đề sàng lọc sẽ được chỉ định khi mà bệnh nhân làm có cái hồng cầu nhỏ nhược sắc và cái nồng độ sắt và ferritin ở giới hạn bình thường hoặc tăng. Khi đó thì chúng ta sẽ phải làm điện di huyết sắc tố và làm các cái xét nghiệm sàng lọc để xem bệnh nhân đó mang gen gì. Thì hiện nay tại Melatech có hai loại xét nghiệm. Một đó là các cái xét nghiệm mà phát hiện được các cái đột biến gen đơn, tức là mình sẽ làm sàng lọc một số gen hay gặp khi mà bệnh nhân đó đã biết được cái đột biến chỉ điểm, tức là cái người thân đã biết cái đột biến gì của trong gen thalassemia. Còn cái trường hợp mà nếu như chúng ta không có đột biến chỉ định, chúng ta sẽ phải sử dụng cái phương pháp thứ hai, đó là phương pháp mà xét nghiệm phát hiện đồng thời cả 22 gen đột biến trên gen beta và 21 đột biến trên gen alpha, là những cái đột biến mà thường gặp trên hai cái gen này. Thì cái mẫu xét nghiệm
của cái xét nghiệm gen thalassemia này cũng khá đơn giản, đó các cái máu, mẫu máu toàn phần chống đông bằng EDTA. Vâng, em xin chuyển sang cái nhóm bệnh lý thứ hai, đó là các bệnh lý thuộc cái nhóm tăng xuyên tủy mạn ác tính. Thì trong cái hội chứng này có thể kể đến ba cái bệnh lý chính, đó là đa hồng cầu tiên phát, tăng tiểu cầu tiên phát và sơ tủy nguyên phát. Ở đây em muốn giới thiệu đến một cái xét nghiệm sinh học phân tử, đó là cái xét nghiệm phát hiện đột biến RAC2 V617F. Đây là các cái xét nghiệm trong chẩn đoán cái các bệnh lý tăng xuyên tủy ác tính, gồm có tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, xét nghiệm tủy đồ, một số xét nghiệm như EPO, LDH và cái xét nghiệm gen, đó là gen RAC2. Thì cái xét nghiệm này là một tiêu chuẩn chính trong chẩn đoán cho cả ba cái hội chứng bệnh. Gen RAC2 thì nằm ở cánh ngắn của nhiễm thể số 9, và cái đột biến hay gặp gây ra các cái hội chứng tăng xuyên tủy ác tính đó, cái đột biến V617F, thì cái đột biến này nó sẽ thay thế cái phân tử valine ở vị trí 617 thành valine alanine. Đây là cái cơ chế bệnh sinh khi mà xảy ra cái đột biến này. Thì như chúng ta đã biết thì cái gen RAC2 bình thường nó sẽ kiểm soát các quá trình tăng sinh của tế bào máu. Nhưng mà khi mà bị đột biến ở cái vị trí V617F này thì nó sẽ không kiểm soát được, và cái quá trình tăng sinh mất kiểm soát dẫn đến các cái bệnh lý thuộc hội chứng tăng xuyên tủy ác tính. Ở đây em xin liệt kê ra các cái tiêu chuẩn chẩn đoán trong các bệnh lý này để thấy được cái vị trí của cái xét nghiệm này. Trong ba tiêu chuẩn chính chẩn đoán cho đa hồng cầu nguyên phát, thì bên cạnh cái sự bất thường về hemoglobin, tăng sinh dòng tế bào tủy, thì cái tiêu chuẩn chính đó là cái đột biến RAC2. Tương tự như vậy, đối với bệnh lý tăng tiểu cầu thì có bốn cái tiêu chuẩn chính. Thì cái bên cạnh cái các bất thường về tiểu cầu, sinh thiết tủy xương và các cái tiêu chuẩn loại trừ các bệnh lý khác, thì cái đột biến RAC2 này cũng là một tiêu chuẩn chính. Em xin chuyển sang cái nhóm các xét nghiệm sinh học phân tử trong bệnh lý ung thư. Thì thực ra thì ung thư rất cần các xét nghiệm sinh học phân tử, tuy nhiên do các đặc điểm kỹ thuật cho cái phạm vi này nó khá là phức tạp, mà vì vậy mà ở Việt Nam các cái xét nghiệm sinh học phân tử trong hỗ trợ trong chẩn đoán bệnh lý ung thư cũng rất ít, và chủ yếu thực hiện ở các cái trung tâm ung thư lớn. Ở đây em xin trình bày hai cái nhóm xét nghiệm. Một đó là các xét nghiệm sinh học phân tử trong điều trị ung thư, tức là nó lựa chọn cái phương pháp điều trị đích. Cái thứ hai đó là các cái xét nghiệm sinh học phân tử trong sàng lọc bệnh lý ung thư có tính di truyền. Đây là thống kê cái tỷ lệ ung thư mắc mới trong năm 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới. Như chúng ta đã thấy, ba cái ung thư hay gặp nhất có tỷ lệ mắc cao nhất đó là ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Cả ba cái ung thư này chiếm hơn 10% mỗi ung thư, và cũng đóng góp vào cái tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh lý ung thư. Thì đây là cái tổng quan các phương pháp điều trị ung thư. Có thể thấy từ cái phương pháp kinh điển như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị đến những cái phương pháp mới hơn như liệu pháp miễn dịch và điều trị nhắm đích. Thì điều trị nhắm đích là gì? Đây là một cái phương pháp điều trị khá mới trong vài thập kỷ gần đây. Cái đặc điểm của cái phương pháp này đó là nó nhắm tới các điểm khác biệt của tế bào ung thư. Và cái bản chất của các điểm khác biệt này chính là các cái khác biệt về mặt gen, mà các cái khác biệt này sẽ cần phải các cái biện pháp, các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện ra, để từ đó mà giúp các nhà lâm sàng lựa chọn cái phương pháp điều trị đích thích hợp. Em xin lấy ví dụ hai cái xét nghiệm hỗ trợ trong điều trị bệnh lý ung thư phổi không tế bào nhỏ và một cái bệnh lý đó là bệnh lý ung thư đại trực tràng. Thì trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, người ta thấy rằng cái gen EGFA này là một cái gen khá là quan trọng trong việc điều hòa các quá trình tăng sinh cũng như biệt hóa của tế bào. Nếu như các cái đột biến xảy ra ở EGFA, nó sẽ kéo đến các cái biến nạp sinh ung thư dẫn đến ung thư phổi. Thì dựa vào cái đột biến này thì người ta đã phát minh ra các điều trị thuốc ức chế tyrosine kina, là các cái thuốc mà ức chế vào chính cái EGFA này, từ đó có thể cải thiện được có thể trì hoãn được cái sự tiến triển của bệnh cũng như cải thiện chất lượng sống đối với cái bệnh lý ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì theo các cái khuyến cáo
của các cái tổ chức ung thư uy tín trên thế giới thì cái xét nghiệm đột biến gen EGFA được chỉ định một cách thường quy để lựa chọn phương pháp điều trị đích tối ưu cho ung thư phổi không tế bào nhỏ ở các cái giai đoạn tiến triển và giai đoạn di căn kiểu mô học dạng tuyến. Thì cái mẫu bệnh phẩm của cái xét nghiệm này đó là cái mẫu khối u vùi nến. Tại sao lại phải làm cái xét nghiệm đột biến EGFA này? Vì người ta thấy rằng chỉ có hai cái đột biến đáp ứng tốt với cái liệu pháp ức chế tyrosine kina, đó là cái đột biến mất đoạn trên exon 19 và cái đột biến L85R trên exon 21. Trong khi đó một số cái đột biến khác thì lại kháng lại cái liệu pháp này, ví dụ như cái đột biến T790M hoặc là cái đột biến trên exon 19. Và nếu như gặp phải cái đột biến này, người ta sẽ phải lựa chọn một phương pháp điều trị khác. Đây là cái thống kê tại Trung tâm Y học Hạt nhân của Bệnh viện Bạch Mai trên 479 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì chúng ta đã thấy là trong cái tỷ 400 cái bệnh nhân này thì chỉ có 40% có đột biến EGFA. Và trong 40% những cái trường hợp có đột biến EGFA này thì phần lớn là những cái đột biến mà nó tiên lượng tốt cho quá trình điều trị thuốc ức chế ức chế tyrosine kina, và một tỷ lệ nhỏ ở đây là 2,6% đối với đột biến T790M và một cái đột biến trên exon 18. Như vậy là khoảng hơn 5% những bệnh nhân có đột biến này sẽ phải lựa chọn một phương pháp điều trị khác. Để từ đó chúng ta có thể thấy được vai trò của xét nghiệm sinh học phân tử rất quan trọng trong việc giúp các nhà lâm sàng lựa chọn được cái phương pháp điều trị đích thích hợp cho bệnh nhân ung thư. Em xin chuyển sang các nhóm xét nghiệm trong bệnh lý ung thư đại trực tràng. Thì ở trong ung thư đại trực tràng, người ta cũng điều trị đích. Ở đây, ví dụ như ở bệnh nhân này được điều trị bằng cetuximab, cũng ức chế lên gen EGFA. Tuy nhiên người ta thấy rằng trong các bệnh lý ung thư đại trực tràng có một tỷ lệ phần trăm đột biến các cái gen RAS và gen BRAF. Đây là các cái gen mà tham gia vào cái con đường hạ nguồn của EGFA. Đây, chúng ta có thể thấy đó là EGFA nằm ở màng tế bào, và các cái thành phần gen kia nó sẽ nằm ở con đường từ màng tế bào cho đến nhân, gồm có cái thành phần gen RAS và gen RAC. Nếu như mà đột biến ở cái gen này thì việc điều trị bằng cetuximab hoàn toàn nó không có tác dụng. Đó là lý do mà hai cái xét nghiệm này cần phải làm trước khi tiến hành điều trị các cái thuốc điều trị đích cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Và theo khuyến cáo của các tổ chức ung thư thì đây là các cái vị trí đột biến mà cần phải khảo sát trên gen RAS. Chúng ta sẽ phải khảo sát các cái đột biến trên exon 2, exon 3 và exon 4, và trên gen BRAF sẽ phải khảo sát cái đột biến V600E. Nếu như bệnh nhân có các cái đột biến trên hai cái gen này thì bệnh nhân sẽ phải lựa chọn một phương pháp điều trị khác. Em xin ở đây trên slide này em xin chỉ ra được các cái đột biến gen mà nó tham gia vào các cái hội chứng ung thư có tính di truyền. Có rất nhiều các hội chứng ung thư có tính di truyền, ở đây em xin liệt kê ra, ví dụ như là hội chứng ung thư buồng trứng và ung thư vú có tính di truyền thì do cái đột biến gen BRCA1 và BRCA2, hay là một cái ung thư khác đó là ung thư dạ dày có tính gia đình do cái đột biến trên gen CDH1. Thì tại sao phải làm các cái xét nghiệm gen này? Vì nếu như bệnh nhân mà có các cái đột biến gen này thì cái khả năng ung thư hóa rất cao. Lấy một ví dụ, đó là cái đột biến gen BRCA1 và BRCA2 gây ra cái hội chứng ung thư buồng trứng và ung thư vú có tính di truyền. Thì một cái ví dụ điển hình trên thế giới đó là như chúng ta đã biết đó là Angelina Jolie. Khi mà đã phát hiện được cái đột biến này thì cô ta đã dự phòng ung thư phổi bằng cách là cắt tuyến vú. Thì tương tự như vậy đối với các ung thư di truyền khác, thì ví dụ như hội chứng ung thư có tính chất gia đình, nếu như có đột biến CDH1 thì một biện pháp điều trị ung thư đó là cắt dạ dày. Vì vậy chúng ta có thể thấy là các cái xét nghiệm gen trong bệnh lý ung thư rất quan trọng. Tuy nhiên thì có khá nhiều các đột biến và các cái khó khăn về mặt kỹ thuật đã khiến cho các cái kỹ thuật sinh học phân tử trong bệnh lý ung thư khó được tiến hành ở một đất nước có nền kinh tế kém phát triển hoặc là nền kinh tế trung bình. Thì ở cái slide cuối trước khi kết thúc cái bài báo cáo này, em xin trình bày về đây là cái hợp tác của Bệnh viện Meditech gần đây đối với một trong những trung tâm ung thư uy tín nhất trên thế giới, đó là trung tâm Anderson
cũng như các cái hiệp hội ung thư của Hoa Kỳ, thì đây cái hợp tác này có đưa ra được khá nhiều các cái dịch vụ xét nghiệm mà nó rất có giá trị. Các cái xét nghiệm này ứng dụng kỹ thuật giải trình gen thế hệ mới, và cái kỹ thuật này tiên tiến ở chỗ là nó có thể giải trình tự được toàn bộ gen hoặc toàn bộ exome, từ đó phát hiện ra được các cái gen mà nó phục vụ cho hỗ trợ điều trị ung thư hoặc là hỗ trợ cho lọc ung thư có tính di truyền. Ở đây có thể kể ra ví dụ như cái Foundation One CDX này sẽ giải mã hơn 300 gen phục vụ cho điều trị các ung thư thể đặc. Cái Foundation One Hem giải mã hơn 400 gen và phục vụ cho điều trị các ung thư máu và ung thư mô mềm sarcom. Một cái dịch vụ khác đó là Foundation One Liquid, thì cái này khá đặc biệt là vì chỉ cần lấy máu và giải trình tự đối với các gen người ta tách chiết từ cái cfDNA trong máu để giải mã các gen này phục vụ cho điều trị cả ung thư thể đặc, ung thư máu và sarcom. Khu trú hơn, chúng ta có các cái dịch vụ xét nghiệm như MDA Genomics, thì cái dịch vụ này sẽ phân tích các cái gen đặc hiệu cho từng loại ung thư và từ đó giúp các nhà lâm sàng tìm ra được cái phương pháp điều trị thích hợp. Và cuối cùng đó là một cái dịch vụ xét nghiệm cho phép phân tích hàng nghìn gen, từ đó sàng lọc được các ung thư có tính di truyền như ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung và ung thư máu. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái xét nghiệm sinh học phân tử rất có giá trị, và đây là một cái công cụ ngày càng không thể thiếu trong việc chẩn đoán điều trị các bệnh lý chuyên khoa, từ truyền nhiễm, ung thư sản khoa đến sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Và các cái ứng dụng này trong sinh học phân tử sẽ không ngừng phát triển để đáp ứng với nhu cầu thực tế. Đó là lý do mà chúng ta cần phải đầu tư hơn vào cái lĩnh vực này, vì cái ứng dụng của nó rất là nhiều và rất là có triển vọng. Vâng, em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Kính thưa giáo sư Ảnh hưởng lao động Nguyễn Anh Trí, kính thưa phó sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, kính thưa tất cả quý vị. Cho phép tôi vì thời gian muộn đi luôn vào chủ đề của bài tôi trình bày hôm nay là chỉ điểm sinh học ung thư. Có người gọi là chỉ điểm ung thư, sinh học ung thư, có người gọi là dấu ấn ung thư, có người gọi là chỉ tố ung thư, vân vân. Nó đều bắt nguồn từ tiếng Anh là tumor marker cả. Và tôi thì dùng là chỉ điểm sinh học ung thư. Phần trình bày có hai cái nội dung chính, nhất là hiểu biết chung của chỉ điểm ung thư, thứ hai là đi vào chỉ điểm ung thư của từng mô cơ quan một, tức là ứng dụng và thực tế cũng như là xét nghiệm của nó. Thì tổng quan chỉ điểm ung thư thì hiện nay ung thư chúng ta được biết là cũng rất là vấn đề mà xã hội hết sức quan tâm. Trong năm 2018 thì Việt Nam cũng 164.671 ca mắc mới và có 114.871 người chết vì ung thư năm 2018. Và trên 70% người bệnh ung thư ở Việt Nam phát hiện điều trị muộn. Và cái điều đó dẫn đến là mọi người bây giờ đều nhận thấy là cần thiết phải sàng lọc và phát hiện sớm ung thư. Thì ung thư ở mô cơ quan nào cũng bị mắc cả. Nhưng mà có 5 cái loại ung thư mà chủ yếu hay có thể thống kê hàng đầu ở Việt Nam chúng ta, ở Nam, thì đó là ung thư gan, sau đó thì ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng và vòm họng. Với tổng số chúng ta hiện nay là 96.491.142 người. Với ở nữ thì có khác một chút về ở nữ thì tổng số mắc mới là 73.849 người, thì trong đó vú là đứng hàng đầu tiên, sau đó đến đại trực tràng, phổi, dạ dày và gan. Thế thì cái số liệu thống kê này có thể khác, một số nghiên cứu khác nhau có thể đưa ra khác nhau, tôi lấy ở Tổ chức Y tế Thế giới năm 2018 và trên tổng số dân như vậy. Thế bây giờ chỉ điểm ung thư là gì? Thì chúng ta đều biết là các chất được tạo ra bởi tế bào ung thư, hoặc là nó được tạo ra bởi tế bào bình thường nhưng do kích thích của tế bào ung thư. Nó hiện diện ở trong tế bào và mô và dịch cơ thể. Nếu hiện diện ở trong tế bào và mô nó thuộc lĩnh vực của một chuyên ngành khác là chung giải phẫu bệnh ấy, hoặc là hóa mô miễn dịch. Còn cái chuyên ngành của chúng tôi hóa sinh ấy, là nó là phát hiện các chỉ điểm ung thư ở trong dịch cơ thể, chủ yếu là trong máu. Đấy. Thì các loại chỉ điểm ung thư của chúng ta có 4 loại, chủ yếu thứ nhất là ADN, thứ hai là tế bào ung thư, bản thân tế bào ung thư lưu hành trong máu, thứ ba là một số tập hợp của tế bào ung thư bị biến dạng lưu hành trong máu, và thứ tư là các protein và glycoprotein.
trong các cái thành phần này ấy, thì ADN này, tế bào ung thư và các cái vi hạt ấy, thì hiện nay là rất là còn hạn chế, nghiên cứu hiện nay rất là hạn chế và chưa được ứng dụng rộng rãi. Bắt đầu một số đi vào nghiên cứu thôi, ứng dụng thực tế trong lâm sàng hiện nay là chưa nhiều. Chủ yếu là như là sinh học phân tử vừa trình bày trên, chủ yếu là cho ứng dụng và điều trị đích là chính là dự phòng. Ở đây cái phần hiện nay các phòng xét nghiệm hiện nay tất cả các bệnh viện chúng ta đang triển khai chủ yếu là các chỉ điểm ung thư của bản chất protein và glycoprotein, cái phần thứ tư, và tôi chủ yếu sẽ đi nói vào cái phần này. Thế thì chỉ điểm ung thư thì có nhiều cái quan điểm. Có người thì người ta nói là chỉ điểm ung thư chả có giá trị gì lắm trong cái chẩn đoán người điều trị ung thư. Và nhưng mà có ngược lại, có người thì rất coi trọng cái chỉ điểm ung thư, mà hơi chỉ điểm ung thư mà tăng một chút là rất lo lắng. Vì vậy mà ở đây thì sử dụng ung thư, chỉ điểm ung thư thế nào cho là đúng, thế nào cho là hợp lý, thì tôi dựa theo nguyên tắc, có ba nguyên tắc cơ bản sử dụng tế bào ung thư mà một nhà ung thư học tôi cho là hàng đầu thế giới, ông Molina người Tây Ban Nha, ông làm chuyên về viết rất nhiều sách về mắc ung thư. Và tôi đã sang Hồng Kông trong 2 ngày liền và nghe giảng của ông ấy chỉ toàn về mắc ung thư, 2 ngày liền về chuyên về mắc ung thư. Và ông ấy đưa ra ba cái nguyên tắc chính để sử dụng cái mắc ung thư. Và tôi cái hình ảnh này tôi lấy của hình ảnh của ông ấy, tức là hình ảnh ông lấy một cái ông kiểu như là người gọi là Á Đông, tức là và đặt lên một cái bàn cân, tức là khi mà xét nghiệm mắc ung thư xong ấy, để quyết định là nó ung thư hay không ung thư là phải cân nhắc. Nôm na ý ông truyền đạt là phải cân nhắc, đừng có vội vàng kết luận mà hết sức là cân nhắc. Và dựa ông đưa ba nguyên tắc chính thế này. Nguyên tắc thứ nhất là nồng độ marker ung thư phải tăng và phối hợp các marker lại với nhau. Cái thứ hai là phải loại trừ nguyên nhân tăng mà không do ung thư đó, chứ đừng vội vàng. Và nguyên tắc thứ ba là theo dõi động học. Tôi mở ngoặc đây trên cùng máy xét nghiệm, tức là cái này là tôi thêm vào tại vì ở nước ngoài nó không khó. Chứ Việt Nam mình tôi phải lưu ý cái này, trên cùng máy xét nghiệm và thứ tư là và kết hợp lâm sàng. Đấy là ba nguyên tắc chính của sử dụng marker ung thư. Tôi sẽ đi vào cụ thể. Ví dụ nguyên tắc thứ nhất thì tôi sẽ trình bày cụ thể trong từng marker một, tức là phối hợp marker ung thư và nó tăng marker ung thư như nào. Nhưng còn nguyên tắc thứ hai là loại trừ yếu tố nhiễu, tức là tăng không do ung thư, tức là chúng ta gọi là dương tính giả, gặp nhiều lắm. Ví dụ những bệnh nhân mà có suy gan, bệnh lý về gan thận, suy gan, suy thận, chúng ta đều biết là các chất mà được đào thải ra khỏi cơ thể chúng ta qua hai cơ quan chính là gan và thận. Nếu hai cơ quan đó bị suy thì mắc cơ ung thư của những cái bệnh nhân đó thường là tăng hơn khoảng 1,5-2 lần bình thường. Đấy, người ta đã tính toán như vậy. Đấy, thì thứ hai nữa là một số cái ví dụ như là cái vàng da CA19 chúng ta biết là một cái mắc cơ tương đối đặc hiệu cho ung thư tụy. Nhưng mà tôi gặp khá nhiều trường hợp là không do ung thư nhưng mà do tắc mật rất rõ. Ngay bệnh viện Melatech tôi gặp khá nhiều trường hợp rồi, viêm đường mật tắc mật là CA19 tăng rất cao, có thể đến hàng ở 1.000, đấy là lý thuyết, nhưng mà tôi gặp đến 400 có rồi, 800 UTL rồi, mà bình thường nó dưới 37 nó tăng cao như thế, tắc mật. Còn sử dụng thuốc đông y nữa, ở nước ngoài thì không có sử dụng mà dân Việt Nam ta sử dụng thuốc đông y khá nhiều. Cũng một ví dụ, một trường hợp chồng cái cô phó khoa xét nghiệm ở bệnh viện Bạch Mai trước đây cũng 5-6 năm rồi, năm hồi tôi còn làm trưởng khoa nữa. Đấy, cô thì là của nhà làm được, cô lấy chưa máu của Thịnh định kỳ lấy máu của chồng đi làm xét nghiệm, hôm thấy Cipra 21 tăng rất là cao nữa. Đầu tiên cô cũng hoảng, mới biết là tại sao, nghi ngờ, sau đó mới nghĩ ra là chồng đang cho uống thuốc bổ, thuốc đông y, thuốc đồng trùng hạ thảo gì đấy tôi không rõ. Sau dừng thuốc một thời gian, một vài ngày sau thôi, không cần lâu, nó xét nghiệm nó lại trở về bình thường. Đấy là những cái yếu tố. Thứ hai, yếu tố nhiễu nữa, loại phải trừ, ví dụ như viêm đeo dạ dày, điều trị hút chẳng hạn. CA74 là marker của của ung thư dạ dày, chúng ta đều biết rồi, ung thư dạ dày. Nhưng mà về kinh điển là những cái điều trị mà dùng thuốc giảm đau mà không steroid ấy, là nó tăng CA74. Cũng một cái anh hiện nay anh vẫn là phó khoa xét nghiệm của bệnh viện Mai, mà lúc nãy buổi sáng tôi nói chuyện, tôi hướng dẫn tiến sĩ anh ấy, thì anh làm CA74 có lần tăng lên 400 ng/lít, anh hoảng quá, nhưng mà thầy ơi, của em bây giờ thế nào, liệu em phải đi nội soi tiêu hóa dạ dày gì không nhỉ,
Tôi hỏi là thế em đang có bị gút không? Tại vì tôi biết là anh bị gút, anh vẫn hay thì ngỏ đến khoa cứ lê chân. Sau bảo ừ, nếu như thế thì em phải dừng thuốc xong em kiểm tra lại đã, không phải vội vàng. Y rằng dừng thuốc giảm đau thì là nó CA7F4 nó trở về bình thường. Cái đấy nó sách vào kinh điển rồi. Còn hút thuốc thì CA tăng, CA thì là ung thư biểu mô, rồi tan máu là NSE là ung thư phổi tế bào nhỏ, là nó tăng. Bây giờ lấy máu mà chúng ta không để ý nó tan máu rõ ràng thì chúng ta đều biết là nguyên tắc của nhận máu của xét nghiệm sinh hóa là tan máu là không làm xét nghiệm. Đấy, nhưng mà tan ít nhiều khi không để ý đến làm. Cho nên nhiều trường hợp mà bác sĩ mà gửi máu xuống mà thấy máu tan máu mà gửi trả lại, nhiều khi bác sĩ còn mắng phòng xét nghiệm. Rồi tan máu mà tại sao huyết học vẫn làm được mà sinh hóa các anh nhiều khê các anh không làm. Nhiều cái nó liên quan đến cái chất lượng xét nghiệm chúng ta không làm được, nhưng mà nhiều khi không hiểu mà cứ không hiểu nhau giữa bác sĩ lâm sàng và xét nghiệm rất là mệt. Rồi là tràn dịch các màng, chúng ta biết CA125 là ung thư buồng trứng. Tràn dịch màng phổi tôi gặp rồi, tràn dịch màng bụng vân vân là nó tăng. CA125 là tăng. Viêm gan có thai, AP tăng cao chúng ta đều biết, đều AP. Nhiều trường hợp khám sức khỏe định kỳ thấy một cô AP tăng cao hơn bình thường, rõ ràng là bảo xem chừng cô bị ung thư. Nhưng mà rất là vội vàng tại vì kiểm tra lại thì cô mới lấy chồng 2-3 tháng này, biết đâu cô có thai sao. Đừng có vội vàng ở gì. Thôi bệnh vẩy nến thì SC tăng. Ấy là SC là ung thư tế bào vẩy là nó tăng. Đấy là những cái trường hợp mà nhiễu mà không phải ung thư mà nó tăng. Còn trường hợp nguyên tắc thứ ba là theo dõi đồng học. Theo dõi đồng học thì có trường hợp thế này. Chúng ta biết CA là ung thư của một biểu mô tuyến, nó nhiều loại ung thư phổi, ung thư đại trực tràng vân vân, dày có thể tăng. Thì có trường hợp có bệnh nhân này làm ban đầu là 15 nanogram trên ml. 15 nanogram trên ml. Đấy. Thế tức là nó trên giới hạn bình thường dưới 5. Nhưng sau đó là kiểm tra là một tuần sau kiểm tra nó cứ dùng ngắn này. Đấy. Ở đây chúng ta gọi là giới hạn là người ta không, trước đây vẫn gọi giới hạn bình thường, nhưng không phải, chúng ta gọi giới hạn năng thiếu. Nó cao này nhưng không phải ung thư. Nó lại sơ gan. Có trường hợp là gì? Bình thường nó dưới 5 nanogram trên lít. Nhưng một tuần sau làm tăng một chút, tuần sau tăng một chút, tuần sau tăng một chút, tuần sau tăng một chút. Coi chừng ung thư đấy. Đấy, một cái cô cũng bạn cùng khóa tôi, bạn tôi mà bố cô là gọi là trụ cột về sinh hóa lâm sàng của Việt Nam mình ấy. Cô bảo tôi là bố tớ như thế. Bố tớ đúng như thế. Cô mất rồi. Cô hàng đầu, chuyên gia hàng đầu về sinh hóa lâm sàng của. Đấy, thì là cô bị ung thư phổi. Cô mất lâu rồi. Cô cũng làm về sinh hóa. Thế theo dõi đồng học cũng vậy thôi. Thì những trường hợp theo dõi mà chúng ta cứ làm mà thấy là thế. Nó cứ dùng rằng tôi lại ví dụ bệnh ba bệnh nhân ABC này, cái đồng độ là thì đầu tiên là 44 này, sau đó 46, sau lại xuống 44 hoặc là 11 lên 22 và hiện nay sau đó lại xuống 15 thì nguy cơ chưa chắc phải ung thư. Đấy, phải theo dõi đồng học. Có trường hợp mà sau đó lúc đầu 44, sau đó 61, sau đó lên 78, cứ mỗi lần tăng lên một tí là coi chừng. Ấy. Và vấn đề theo dõi đồng học chúng ta cũng cần lưu ý một chút để nữa. Theo dõi đồng học là ví dụ như bệnh nhân này, trước khi bị ung thư sau đó là phẫu thuật thì nồng độ rất cao, chất mang ung thư rất cao, sau đó ung thư xong cắt bỏ khối u đi vân vân thì nó xuống rất thấp này, nhưng sau theo dõi dần dần thì nó tăng lên này. Nếu tăng lên bác sĩ mà chúng ta không để ý thì chúng ta đã thấy là nó nằm trong giới hạn bình thường. Kết quả chúng ta biết là khi làm xong kết quả mà cái tờ kết quả nó trả ra là một cái gọi là gì, vô tri vô giác. Nó giới hạn tham chiếu chung nó để bên này. Bên kết quả này nó trả là bình thường, nằm là bình thường. Nhưng với bệnh nhân mà ung thư ấy, mà đã cắt bỏ đi rồi thì chúng ta phải lấy cái nồng độ nền ở dưới này. Đấy. Khi mà nó tăng lên mặc dù nằm trong giới hạn gọi là bình thường ấy, chúng ta quét hồi trước đây gọi là bình thường, đó là giới hạn tham chiếu, là lúc đấy nó là không bình thường nữa rồi. Là vấn đề tái phát ung thư. Ấy, cái này theo dõi đồng học là chúng ta phải lưu ý như vậy. Đấy. Và cứ tăng lên như thế này là rõ rồi, nhưng mà nó chỉ tăng một chút thôi, nhưng vẫn nằm trong giai đoạn bình thường, chúng ta theo quá trình theo dõi tái phát là phải lưu ý. Đấy là trường hợp đấy là khả năng có thể tái phát đấy. Còn một vấn đề nữa là vấn đề, ở đây thì tôi muốn nói chỉ có Việt Nam ra xảy ra, nhưng chúng ta vẫn nói là phải làm trên cùng hệ thống máy. Cách đây một tuần tôi có nói chuyện ở bệnh viện 108,
Tại vì nó thể sinh ra trường hợp là khoa xét nghiệm người ta yêu cầu tôi đến trong sinh hoạt khoa của viện, tôi nói chuyện nhỏ thôi. Tại vì bác sĩ lâm sàng thắc mắc rất nhiều là mắc cơ ung thư này bình thường, nhưng sau đó người ta người ta lo quá, chạy sang cơ sở khác, người ta làm lại mẫu xét nghiệm đó, kết quả lại bình thường. Họ không hiểu tại sao cả. Và rất nhiều trường hợp làm trên ấy, lúc thế này, lúc thế khác, ngay cùng một hệ thống, ngay cùng một phòng xét nghiệm đó làm này thế này, vai ra kết quả nó khác, người ta không biết giải thích nào cả. Sau đó thì tôi có đến, tôi nói chuyện sinh hoạt khoa học ở với họ, thì có một điều chúng ta biết là trong xét nghiệm sinh hóa, đặc biệt là xét nghiệm về mặt miễn dịch, kết quả nếu làm trên các hệ thống máy khác nhau với nguyên lý khác nhau là rất dễ kết quả khác nhau. Rất dễ kết quả là khác nhau. Bởi vì nó theo các cái bài này tôi trình bày trong chuyên ngành rồi, nó là vấn đề chuẩn hóa phương pháp. Chuẩn hóa phương pháp. Với mỗi một hãng thì cái cách chuẩn hóa phương pháp có thể nó khác nhau. Nó không, nếu mà không có được tiêu chuẩn quốc tế thống nhất là kết quả rất khác nhau. Nếu ta không để ý ấy, mỗi một hãng mà nếu người ta biết cách chuẩn hóa và người ta giữ được ổn định giữa các lô hóa chất thì có thể tin cậy được trong quá trình làm xét nghiệm. Còn một cái nữa, theo dõi học nữa, còn một chút nữa, nếu chúng ta làm mà chúng ta không để ý, nó có một hiện tượng này, rất nhiều hiện tượng sai số về kỹ thuật, đó là vấn đề là gì? Hiện tượng Hama, tức là kháng thể người chống lại chuột, kháng người chống lại chuột trong quá trình xét nghiệm miễn dịch nó mới xảy ra, mà trong nghề xét nghiệm tôi gọi là Hama. Đấy. Nếu mà theo dõi động học ấy, điều trị bệnh nhân, nếu chúng ta làm không để ý sẽ bị sai số như vậy. Đặc biệt là những bệnh nhân mà hiện nay là người ta dùng là điều trị đích, dùng kháng thể đơn dòng để điều trị đích, và kháng thể đó được sản xuất dựa trên cái chuột gây kháng gây miễn dịch ở chuột, lấy kháng thể đó để điều trị đích, và cái nguyên lý xét nghiệm nó cũng dựa theo cái kháng thể của chuột. Đấy, trong trường hợp đây này, hiện tượng Hama là này, bây giờ chất phân tích là ở giữa này, bình thường kháng thể 1 gắn với chất phân tích, gắn với các kháng thể 2, và nó có cái tín hiệu ở trên này, tín hiệu này, và đo. Đấy. Nhưng trong trường hợp nếu bệnh nhân mà có hiện tượng là Hama thì vì có kháng thể chống lại của người chống lại kháng thể chuột, thì trong mẫu máu của đó nó sẽ gắn với kháng thể 1 này, và sau đó gắn kháng thể 2 và cũng giữ lại cái tín hiệu này. Và vì vậy mà đo vẫn có tín hiệu, nhưng thực tế là không có nồng độ chất tư, tức là không có chất phân tích ở đây, và gây ra hiện tượng là dương tính giả. Dương tính giả này có thể dẫn đến gì? Quyết định điều trị sai, tiên lượng sai, theo dõi điều trị bệnh sai. Người ta lấy mẫu máu ở cái nguyên lý xét nghiệm này thì là hệ thống máy đấy nó không bị nhiễu Hama, sang hệ thống máy khác nó bị nhiễu Hama, ngoài một số kỹ thuật khác nữa có thể bị ảnh hưởng. Một ví dụ cụ thể, Hama này cũng người ta đã được đưa ra trong y văn. Một bệnh nhân ung thư buồng trứng làm xét nghiệm CA125 theo dõi từ năm 1995, sau đó đến năm 1998, người ta thấy cái CA125 tăng vọt đi từ dưới khoảng 10 v.v. dưới giới hạn tham chiếu này, sau đó tăng vọt lên 160 u trên ml của hãng Abbott. Sau đó người ta sợ quá, người ta tìm và làm lại trên hệ thống máy khác, nó lại xuống thì xuống dưới hạn bình thường, dưới hạn tham chiếu của 11, và sau đó bằng nhiều cách khác nhau và người ta tìm cách là gì, dùng kháng thể mà người tạo ra để phá cái hiện tượng Hama, và người ta chứng minh được rằng là đúng là cái việc tăng dương tính này lên 160 u trên lít là dương tính giả do cái nhiễu Hama. Một số ví dụ nữa, nhưng thời gian không có thời gian nhiều, tôi không đưa chi tiết một số ví dụ nữa ra đây. Và để tránh hiện tượng nhiễu Hama đấy thì có một số hãng người ta sẽ có nhiều cách. Có một cách là ta cắt cái đoạn mà bị có thể bị nhiễu, ta cắt cái đoạn FAB này cắt đi, hoặc lai tạo với giống với người hơn để nó tránh hiện tượng mà người tạo ra kháng thể chống lại cái kháng thể chuột. Và ví dụ như CA của hãng chiếc máy Elysis, nó tạo ra được một cái kháng thể là giống 66% của người rồi, nó hạn chế cái hiện tượng nhiễu ấy. Đấy, một cách. Còn hiện nay là tạo ra một giống 100% của cái kháng thể người thì chưa có, đến giống nhiều nhất là 6% thôi. Đấy. Ứng dụng, bây giờ tôi sang phần thứ hai là ứng dụng của chỉ điểm ung thư. Thứ nhất là sàng lọc. Sàng lọc, chúng ta biết là sàng lọc là người ta không phải khác với khám sức khỏe định kỳ, chứ sàng lọc người ta lựa chọn là trên đối tượng có nguy cơ cao là người ta làm sàng lọc. Tất nhiên nguyên tắc sàng lọc chúng ta đều biết là người ta sàng lọc trên một cái bệnh mà tương đối là phổ biến, chứ hàng triệu người mới có người mắc một bệnh người ta không đi làm sàng lọc tương đối cao. Và thứ hai là một nguyên tắc thứ hai sàng lọc là cái bệnh đó là phải chữa được, chứ sàng lọc một cái bệnh ra không có phương pháp chữa thì người ta không đi làm sàng lọc.
thường sàng lọc ví dụ như là nguy cơ cao là gì? Nam giới trên 55-60 tuổi cũng dễ bị ung thư tiền liệt tuyến, người ta đi làm sàng lọc mà phát hiện sớm là điều trị rất là hiệu quả. Nữ thì ung thư vú chẳng hạn, trên 55-60 thì làm sàng lọc ung thư vú, nếu mà phát hiện ung thư vú điều trị ngon lành, tôi mấy người thì sống hàng chục năm chả vấn đề gì nếu mà phát hiện sớm, đấy là sàng lọc. Thứ hai là chẩn đoán, ứng dụng của ung thư chỉ để ung thư có thể dùng để chẩn đoán, nhưng mà lưu ý ở trên là không được dùng marker ung thư đơn độc, tức là chỉ mỗi cái để quyết định chẩn đoán ung thư hay là không ung thư. Bởi vì sao? Bởi vì nó có âm tính giả, có dương tính giả. Đấy, có âm tính giả, có dương tính giả, tức là có trường hợp là không phải ung thư nhưng mà nó tăng, như là ví dụ ở trên. Có trường hợp là gì? Ung thư nó chưa tăng giai đoạn quá sớm, và có một số trường hợp marker ung thư nó không đủ nhạy để phát hiện sớm. Đấy. Ứng dụng thứ ba của chỉ định ung thư là theo dõi điều trị. Theo dõi điều trị cực kỳ có hiệu quả, bởi vì sao? Nó đánh giá quá trình điều trị là sau phẫu thuật thì nó giảm xuống bình thường, sau đó theo dõi điều trị và nó hoặc là điều trị hóa chất thì chứng đỏ là gì, là nó điều trị tốt hay không. Nếu sau phẫu thuật thì sau thời gian ngắn thì nó tăng trở lại, tức là phẫu thuật không tốt, không hết, vân vân. Một ứng dụng nữa mà rất có giá trị của cái marker ung thư là gì? Giám sát tái phát. Giám sát tái phát, chúng ta biết là khi mà ung thư nó khác với các bệnh lý khác là gì? Nó di căn và có thể tái phát. Thế ví dụ tái phát mà chúng ta chờ đến khi mà nó xuất hiện khối u, siêu âm thấy khối u trở lại, hoặc là sinh thiết ra thấy tế bào ung thư thì sao? Quá muộn, quá muộn. Nhưng mà nếu mà theo dõi bằng marker ung thư rất là đơn giản, chúng ta dõi thấy sau một thời gian thấy nó tăng trở lại thì nó là khả năng ung thư rất là cao, tái phát ung thư rất cao. Đấy. Tôi xin nói một chút sang về vậy thì trong sinh hóa là sử dụng các marker trong việc ứng dụng trong chẩn đoán theo dõi điều trị ung thư. Thế thì chúng ta biết là nó ở vị trí nào trong chẩn đoán ung thư hiện nay? Thứ nhất là phương pháp vật lý, chúng ta biết là siêu âm này, nội soi này, chụp cắt lớp vi tính, bây giờ nó tiến bộ cực kỳ tuyệt vời, và hiện nay gần đây là PET CT vân vân ứng dụng. Ví dụ PET CT chúng ta biết là nó chẩn đoán hình ảnh, nhưng mà chẩn đoán hình ảnh là dựa trên nguyên tắc của hóa sinh, trên nền tảng hóa sinh. Tức là chúng ta người ta biết là tế bào ung thư là tế bào nó hoạt động rất mạnh, thường tế bào non chưa biệt hóa vân, nó sử dụng các chất để cung cấp bổ sung nó rất là nhiều. Vậy người ta cho uống một lượng gluco là cái nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu các tế bào sống nói chung ấy, trong đó một cái nguyên carbon chẳng hạn đánh dấu của xạ. Khi uống vào thì nó vào chủ yếu là trong cái tế bào ung thư nó thu nhận nhất, và dùng cái màn hình mà chụp được cái tia phóng xạ người ta phát hiện ngay thì có ung thư hay không, và đặc biệt quan trọng là ung thư ấy là gì, đã di căn chưa và di căn ở những đâu. Vì vậy giá trị của nó là gì? Rất đắt. Cái xét nghiệm này tôi biết là chẳng biết bây giờ có thay đổi không, 28 triệu và được bảo hiểm y tế chi trả 20 mấy triệu, 23 triệu, còn người dân phải bỏ ra 5 triệu, thì cái xét nghiệm đấy cũng không thể lúc nào cũng đi triển khai và làm được. Và dù sao nếu mà cái xét nghiệm mà bằng siêu âm hoặc chẩn đoán hình ảnh mà chúng ta siêu mà thấy ra khối u thì nó cũng không còn là sớm nữa. Đấy. Phương pháp mà được tin cậy nhất là phương pháp giải phẫu bệnh mô bệnh học đấy, sinh thiết, và chúng ta phát hiện nhìn thấy tế bào ung thư, và chúng ta vẫn được coi là đây là tiêu chuẩn vàng trong phát hiện và chẩn đoán ung thư. Cái đấy là không ai phủ nhận, nó là quyết định trong việc chẩn đoán ung thư. Bởi vì khi một người mà chúng ta nghe thấy nói là anh này bị ung thư kia, anh này bị ung thư, anh kia bị ung thư, thì không bao giờ thừa, không bao giờ người ta hỏi là cái marker của ông ấy là bao nhiêu, marker ung thư là bao nhiêu vân vân, có cao hay không người ta không hỏi. Người ta chỉ hỏi là gì, là có bằng chứng tế bào học chưa, tức là gì, đấy là bằng chứng trực tiếp chúng ta thì chúng ta soi ra được, nhìn thấy được hình dạng tế bào là tế bào ung thư, trên nó là tiêu chuẩn vàng để quyết định chẩn đoán. Đấy, cho nên hóa mô dịch cũng nằm trong cái lĩnh vực của cái mô giải phẫu bệnh. Tuy nhiên không có một cái phương pháp nào có ưu thế gọi là tuyệt đối, có ưu thế tuyệt đối. Bởi sao? Dù sao nếu mà giải phẫu bệnh chúng ta biết là rất nhiều trường hợp là khối u rất khó sinh thiết, ở vị trí rất là khó sinh thiết. Đấy, không thể lúc nào có thể dễ dàng sinh thiết được. Cái thứ hai nữa là gì thì gì, sinh thiết đấy vẫn là một cái xét nghiệm xâm lấn có yếu tố rủi ro cao, và ở các nước thì người ta rất hạn chế cái việc sinh thiết. Trong trường bắt buộc người ta phải sinh thiết, đấy là trường hợp thứ hai, một cái cũng có thể nói là mà chúng ta cũng phải xem xét cân nhắc cái câu chuyện đấy. Và cái một cái điều thứ ba nữa là vì nó tiêu chuẩn vàng nhưng mà không phải là không sai, vẫn có sai đúng không? Và tôi cứ nói đùa với chỗ giải phẫu bệnh, nó là vàng cũng có lúc là vàng dòm,
cũng vàng dởm. Đấy, tại vì tôi bản thân tôi gặp có những trường hợp là bị ung thư nhưng mà không ung thư. Với cô trưởng phòng hành chính tổng hợp trường đại học Hà Nội có khi thấy khối u vú đầy xong cách đây cũng 5-6 năm rồi. Đi làm xét nghiệm thì là trả lời u sơ mà bình thường. Bây giờ đang mùa hè nóng bức cái này, vân vân, chị vào đây mổ gì, bệnh viện đang đông lắm, lây nhiễm bệnh viện vân vân, chị về nghỉ ngơi tầm bổ đi. Mùa thu hè đến là sau đấy là khỏe mạnh, chuẩn bị sư bệnh viện lúc ấy nó vắng. Chị vào lúc ấy chị mổ trả muộn thoải mái. Vài tháng sau đến mùa thu đấy, đi đến để chuẩn bị mổ, làm xét nghiệm lại sao? Ung thư và nó di căn để không mổ ngay được. Lại phải gì? Điều trị hóa chất vân vân đủ thứ giờ để nó khôi phục lại. Tất nhiên bây giờ chị sau điều trị chị ung thư vú dù sao cũng là một cái ung thư điều trị tương đối hiệu quả và chị bây giờ vẫn sống. Đấy trường hợp là ung thư nhưng là không phải ung thư. Tại vì sao còn trường hợp có trường hợp là gì? À, đấy là trường hợp là ung thư nhưng bảo không phải ung thư. Có trường hợp là không phải ung thư bảo ung thư. Có gặp không ạ? Có. Gặp một cái chính là bạn của cái chuyên gia ở bệnh viện Medtech này. Anh ấy chỉ kể tôi, anh là bị một cái chẩn đoán, bệnh viện lớn Hà Nội chẩn đoán là ung thư thanh quản. Ung thư thanh quản. Một bệnh viện lớn nội sau đó chẩn đoán sinh thiết là noi trụ ung thư thanh quản. Sau đó là thì quyết định là cắt cái thanh quản. Cắt thanh quản xong và chúng ta biết là cắt thanh quản xong sau đó khi mà đã lớn tuổi thì cắt thanh quản lại trở thành người câm, bây giờ giao tiếp toàn viết bằng với nhau bằng giấy tờ. Nhưng chớ trêu, chị nói với tôi là chớ trêu, sau đó làm giải phẫu bệnh lại nó lại bình thường. Nó lại bình thường. Tôi hỏi chị thế không bắt đền được. Chị cứ cười và bây giờ đền vào đâu, làm sao mà bắt đền được. Đấy là trường hợp mà chị vẫn nói chuyện với tôi như vậy. Đấy là trường hợp, đấy là những cái trường hợp mà tôi gặp. Còn tôi sẽ nói nữa về cái những cái trường hợp về sau, trong trường hợp mà có thể là gì, còn cái trường hợp mà ví dụ như là ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày tôi nói luôn đây, C24 là nhiễu làm nhiều lắm. C27 hay C24 là nhiễu, có thể nhiễu và có thể tăng, không phải ung thư rồi nó chưa tăng vân vân, có thể gặp. Nhưng mà ấy, nhưng mà một cái chị Ánh, trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị nói với tôi này, chị kể cho tôi một trường hợp bạn chị tự nhiên xét nghiệm định kỳ thấy C27 tăng, chị bảo đi soi nội soi dạ dày, nội soi dạ dày chị thấy một cái vết trượt ở niêm mạc dạ dày, chị bấm cho sinh thiết, bấm sinh thiết xong thì sao? Trả lời kết quả cho chị là bình thường, bình thường. Thế nếu như người khác ấy, thì chị coi như là trả kết quả bình thường rồi, về thoải mái. Nhưng vì là bạn, và chị không lý giải được tại sao CA74 lại cao thế. Chị bảo đây bạn của tôi, làm lại xem kỹ lại cho tớ xem chứ. Xem lại sau đó kết quả quay cũng cái mẫu ấy thôi. Quay trở lại, tất nhiên là người ta bấm vài chỗ, quay trở lại kết quả sẽ nghiệm trả lời là ung thư dạ dày. Đấy, nếu trong trường hợp ấy mà không có phải là cái bạn thì chắc chắn là bỏ qua. Bởi vì sao chúng ta cũng phải thông cảm là ngay cả bản thân gọi là khối u ung thư ấy thì không phải 100% tế bào ở đấy là ung thư. Chỉ khoảng tỷ lệ 5-10% tế bào ung thư, còn lại tế bào lành. Tôi chưa nói cái chuyện là sinh thiết vào cái chỗ là không phải tổ chức ung thư. Sinh thiết vào đấy nhưng mà nó là lấy ra tế bào lành là một thứ hai, hoặc là ung thư tế bào lành chẳng hạn, mà nó ra là phết phẩy kinh nghiệm không rõ nhất, kèm nhìn nó biến dạng tí là bảo ung thư chẳng hạn, mà vội vàng vàng đấy, thì đấy là những cái kinh nghiệm mà mặc dù đấy chúng ta biết là trong, vì vậy mà các bác sĩ lâm sàng ấy là trong khi quyết định một cái nào đó thì phải cân nhắc nhiều yếu tố, không để dựa hoàn toàn vào một cái nào để quyết định, mặc dù là nó hoàn toàn là rất đáng tin cậy. Phương pháp nữa là phương pháp phân tích gen, như là một bạn Sạc Thị Kiên, bác sĩ là chú đã trình bày trước, phân tích đột biến gen hiện nay cũng đã làm rồi, là các đột biến gen rồi là tính đa hình gen vân vân, nhưng mà chủ yếu hiện nay mới làm trong chẩn đoán thì hạn chế lắm, chủ yếu trong điều trị đích một số bệnh, rồi là trong bây giờ gần đây là một số nước người ta đưa vào là gì, phân tích gen để người ta đánh giá khả năng ung thư của người là như thế nào, đánh giá khả năng cái điểm năng ấy, và có từ lấy từ máu nước bọt phân tích hệ gen ở noi để ra khả năng ung thư của người nào, đặc biệt những người có nguy cơ là trong dòng họ gia đình bố mẹ đã được người bị ung thư rồi, người ta đánh giá cái hệ gen đấy xem khả năng ung thư như nào, và xét nghiệm đầu tôi nghe thì nói khoảng 4 triệu đến 6 triệu phân tích một cái hệ gen như vậy. Phương pháp hóa sinh là chủ yếu thông qua các cái
chỉ điểm ung thư lưu hành trong máu mà chúng ta gọi là chỉ điểm sinh học ung thư. Thì tôi sẽ đi lần lượt, rút nhanh là ung thư gan mật, đường tiêu hóa, ung thư phổi, tuyến tiền liệt, phụ khoa, ung thư tuyến giáp. Ung thư gan mật thì chúng ta biết là yếu tố của tôi không nói lại rồi, không nói lại nữa. Ung thư gan thì có AP, AP là 3, PIK2, hiện nay đang nói rất nhiều. Gamma GT, gamma GT rồi LH v.v. cũng là gọi là ung thư, nhưng mà bình thường nó có thì tôi không đề cập ở đây. Ung thư đường mật là CA19 và CA, tôi sẽ đi lần lượt từ marker một rất nhanh. Alpha AP thì ta biết là tức là đúng nghĩa tiếng Anh nó là protein của bào thai đấy. Bào thai ở trong nó cao trong bào thai và khi sinh ra thì nó sẽ giảm thấp và trở thành bình thường dưới 20 nanogram trên ml. Thì ứng dụng của nó có thể trong ung thư biểu mô tế bào gan. Đấy, độ nhạy độ hiệu thì tùy theo giai đoạn của ung thư. Và nếu mà trong trường hợp mà những người bệnh nhân sơ gan thì người ta định kỳ xét nghiệm. Tất nhiên khi sơ gan và viêm gan thì nó AP nó trên 200 nanogram trên lít. Rồi nó ứng dụng trong ung thư tinh hoàn. Ung thư tinh hoàn kết hợp với beta HCG trong chẩn đoán ung thư tinh hoàn. Ung thư tinh hoàn đầu tiên tôi tưởng ít, nhưng mà không phải, bệnh nhân bây giờ cũng khá nhiều. Tôi hướng dẫn một cô làm thạc sĩ bảo vệ cách đây 2 năm rồi, cô làm bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Khá nhiều bệnh nhân ung thư tinh hoàn và kết hợp AP với beta HCG để có thể dùng trong chẩn đoán ung thư tinh hoàn. Đấy. Theo dõi điều trị thì sau 1 tháng trở về bình thường là kết quả tốt và có thể theo dõi là nếu mà còn tăng thì chưa phẫu thuật triệt để hoặc tái phát. Nhân tiện đây tôi biết là chúng ta đều biết là AP cùng với lại cái siêu âm vân trong chẩn đoán ung thư tế bào gan, người ta Bộ Y tế ra cái quy định là gì? Không cần phải sinh thiết, không lấy tiêu chuẩn sinh thiết, tại vì không phải sinh thiết là lúc nào cũng có thể sinh thiết được bệnh nhân gan, nhưng mà chẩn đoán ung thư gan không cần phải nhìn thấy tế bào gan mà dựa vào AP và tiêu chuẩn siêu âm người ta có thể chẩn đoán được, cho phép quyết định chẩn đoán. Thế ứng dụng trong điều trị chẩn đoán khuyết tật ống thần kinh, đấy, cái này các bạn vừa nghe cái đáp ứng test triple test ở trên rồi, rồi tăng trong không đặc hiệu trong thì viêm gan cấp mãn, sơ gan và ung thư biểu mô khác, phụ nữ mang thai chúng ta biết rồi. Sang cái phần APL3, trước đây chúng ta chỉ nói về ung thư gan chỉ mỗi cái AP thôi. Chúng ta biết gần đây các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện ra AP có tách thành 3 cái thành phần. Người ta 3 thành phần. Nếu là enzyme thì người ta gọi là isoenzyme ấy, nhưng đây không phải enzyme thì người ta gọi là 3 yếu tố. AP là 1, AP là 2 và AP là 3. Trong 3 cái AP này thì cái APL3 mới là của thằng ung thư. Tế bào ung thư sinh ra. Còn AP là 1 và AP là 2 thì không phải. Cho nên làm sao xác định riêng cái thằng AP là 3 thì cái độ đặc hiệu sẽ tốt hơn nhiều, nó tăng hơn. Và cái xét nghiệm này ở Meditech cũng đã triển khai, tôi biết là ở số bệnh viện trung ương cũng đã triển khai cái xét nghiệm này rồi, mà ở Meditech gọi là xét nghiệm HCC Waco. Đấy. Cơ sở của nó là gì? KAPL3 này, nó có một cái thành phần LCA, tức là Lencuriratin Agglutination gì đấy, một cái cấu trúc nó khác với cái APL1 là quả bình thường. Vì cấu trúc khác này trên là người ta có thể làm điện gì để tách nó ra, để phân biệt nó. Và tính tỷ lệ bình thường nó là dưới 10%. Bình thường tức là tham chiếu được APL3 dưới 10%. Và khi nó tăng lên là nguy cơ ung thư gan sẽ tăng cao hơn nếu chỉ giảm mỗi AP0. Đấy. Đây một ví dụ này. Dưới 10% nhưng mà có thể tăng trước chẩn đoán hình ảnh 3-21 tháng. Trong việc theo dõi cái đánh giá về cái bệnh nhân mà có nguy cơ ung thư gan. Ví dụ AP dưới 200 nanogram trên lít, APL3 trên 10% thì tùy theo người ta cắt độ nhạy độ hiệu mà có thể từ 71% đến 63%. Nhưng nếu mà người ta lấy mà APL3 trên 35% và lấy độ nhạy là thấp đi một chút, 33% thì độ đặc hiệu tới 100%. Tất nhiên chúng ta đều biết là độ đặc hiệu và độ nhạy là nó thì ngược nhau. Tăng độ nhạy thì giảm độ đặc hiệu và tăng độ đặc hiệu sẽ giảm độ nhạy. Tức là độ đặc hiệu thì chẩn đoán đúng. Tức là anh chờ đến lúc mà bệnh nó rõ ràng rồi anh đi chẩn đoán thì đặc hiệu nó chả nhầm được. Nhưng mà thì độ nhạy của anh thấp quá, người ta gần chết thì anh mới phát hiện ra bệnh. Thì đấy là hai cái nó ngược nhau. Một xét nghiệm nữa trong ung thư gan hiện nay cũng được đưa vào, đó là PIK2. Nó tên đính chính của nó là Death Gamma Capsi Prothrombin. Và chúng ta nó bản chất đó là một cái prothrombin bất thường. Tức là bình thường cái prothrombin tiền chất này được sinh ra protein bình thường là phải có 10 gốc axit amin được capsin hóa để tạo ra một cái prothrombin bình thường có chức năng trong quá trình đông máu. Nhưng mà khi bị ung thư ấy, thì chỉ có một vài ba axit amin glutamic được
tác oxit hóa, cho nên nó tạo ra một cái protein bất thường. Và dựa vào cái bất thường cấu trúc này, người ta đưa ra cái xét nghiệm là chẩn đoán ung thư gan dựa vào cái marker này, là được phát hiện từ năm 1984 và tăng trong ung thư gan thời gian bán hủy của nó 4 ngày ngắn, cho nên người ta có thể dùng để theo dõi rất là khá tốt. Và PIPK2 trong một nhiều nghiên cứu, trong một số nghiên cứu ta đưa ra này là nó để phân biệt các bệnh lý gan tốt hơn AP giữa ung thư gan và các bệnh lý khác. Ví dụ như ung thư gan này với mức là 200 mU trên ml thì trong ung thư gan nó tăng 134 bệnh nhân ung thư gan thì nó cái giá trị tham chiếu nó cao hơn hẳn. Trong khi với sơ gan này, viêm gan nặng rồi HBE những bệnh khác mà có HBeAg dương tính, rồi viêm gan B0, rồi là ung thư mà không phải ung thư gan và người bình thường thấp hẳn này. Còn trong khi đó ung thư gan thì nó cao hơn rõ. Tức là dùng PIPK2 có thể phân biệt tốt hơn. Mà tôi cũng lạ, thực ra cái PIPK2 này nếu mà phối hợp nhé, trong trường hợp phối hợp để phân biệt giữa ung thư gan và sơ gan thì người ta nếu chỉ dùng một cái marker là PIPK2 hoặc AP hoặc APL3 thì độ nhạy, độ hiệu như giá trị chẩn đoán dương tính, chẩn đoán âm tính v.v. cái đường cong ROC chẩn đoán thì người ta thấy là dùng cái PIPK2 phối hợp AP là có giá trị cao nhất trong cái chẩn đoán phân biệt giữa ung thư gan với sơ gan, ung thư gan sơ gan. Những nghiên cứu người ta đưa ra. Mà tôi cũng không hiểu tại sao là đưa vào, hiện nay đưa vào 4-5 năm, chắc là tôi nhớ chính xác từ cái APL3 với là PIPK2 vào đến thị trường Việt Nam 4-5 năm rồi, nhưng cái chỉ định nó không được nhiều. Không hiểu là lý do tại sao, do bác sĩ không nắm được hay là không có cơ sở, nhiều cơ sở có thể triển khai kỹ thuật này. Đặc biệt là những bác sĩ lâm sàng nhiều khi người ta ngại để ý cái mới lắm. Có khi quen, thói quen nó dùng cũng là ung thư gan chỉ mỗi AP, cứ làm AP. Triển khai cũng có thể là, tất nhiên giá thành nó có đắt, nhưng với cái giá trị của nó thì tôi nghĩ là nó cũng không đến nỗi mà bệnh nhân không có thể chi trả được. Còn không biết là bảo hiểm không biết đã chi trả bao nhiêu thì tôi không rõ. Chỉ điều hiểm ung thư đường tiêu hóa có 3 loại ung thư đại trực tràng, dạ dày và tụy. Tôi sẽ đi lần lượt 3 các loại ung thư này. Ung thư đại trực tràng thì CA và CA19 thì đã nói rồi đúng không ạ? CA là một cái marker ung thư được coi là phát hiện lần đầu tiên ấy, năm 1965 nhá, trong cái loại mà ung thư mà loại dùng kháng thể ấy. Chẩn đoán là ung thư đại trực tràng, tất nhiên là nó không nhạy cho nên người ta ít khi và không dùng sông sàng lọc và chủ yếu theo dõi theo điều trị nhá. Độ nhạy tùy giai đoạn biệt hóa từ 25-80%. Dùng trong cả các ung thư tụy, ruột non, dạ dày phối hợp các chủ điểm ung thư khác, ung thư phổi cũng có thể làm được. Ở đây là những cái việc mà người ta đưa ra là làm trong trường hợp nào, ở đây là đều có lý do và đều có cơ sở. Nguyên tắc là gì? Sử dụng marker ung thư và phối hợp các marker ung thư. Phối hợp là chúng ta trong trường hợp ấy không phải là nghi ngờ bệnh nhân ung thư thì có bao nhiêu marker chúng ta cứ chỉ định làm hết. Không phải phối hợp như vậy, không phải là phối hợp. Mà chúng ta biết là tùy loại ung thư này thì nên dùng phối hợp các marker nào. Và đây là những cái phần ở trên là người ta đưa ra kinh điển và người ta đưa cho phép là phối hợp với các marker nào. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ có một nghi ngờ ung thư nào, chúng ta cứ bao nhiêu con marker chúng ta cứ làm hết cho chắc thì người ta gọi đấy là gì? Cũng là một kiểu gì? Lạm dụng xét nghiệm. Lạm dụng xét nghiệm đây là trong trường hợp là gì? Không hiểu biết. Đấy. Còn trong trường hợp là theo dõi phẫu thuật thì CA cũng rất là tốt. 6 tuần sau mổ nếu CA bình thường thì là tốt. Và định kỳ là 3-6 tháng thì xét nghiệm một lần trong 2 năm đầu. Và 6 tháng một lần, 3 đến 2 năm tiếp theo. Cái này được đưa vào quyết định của Bộ Y tế rồi đấy. Năm 2018 tôi xin phép là vì thời gian tôi đã cắt cái slide đi, tôi chiếu ảnh những cái quyết định của Bộ Y tế cho phép sử dụng CA trong việc theo dõi điều trị và bao nhiêu lâu thì được làm một lần. Tất nhiên tăng không do ung thư là gấp 2 bình thường, ví dụ như sút thuốc, này, viêm ruột, này, COPD và suy thận thì chúng ta nói rồi. Bây giờ tôi nói về CA74 là một marker, nói đến là chúng ta nghĩ ngay đến là ung thư dạ dày, marker của ung thư dạ dày. Thì chỉ định là ung thư biểu mô dạ dày nhé, là 28% tùy giai đoạn mức độ. Thứ hai là sau thuật thì có thể bình thường và duy trì khi không còn khối u, tức là trong quá trình theo dõi đấy. Và tái phát thì 70% trường hợp là tái phát sẽ tăng trước hoặc đồng thời với chẩn đoán lâm sàng hoặc tái phát bệnh. Nhưng theo dõi tái phát rất là tốt. Có thể có tăng trước, tức là xét
nghiệm nồng độ CA7 một chút phẫu thuật có thể có giá trị tiên lượng, đánh giá tiên lượng sống thì cũng không xin phép không đưa. Đây là một nghiên cứu của ông Molina, tôi nói đấy. Trên mẫu 1471 bệnh nhân ung thư dạ dày thì người ta theo dõi bệnh nhân mà có giá trị bất thường các xét nghiệm các marker này, thì giai đoạn 1 thì chỉ có cái thằng CA19 và CA tăng thôi. Giai đoạn 2 có thêm CA74, CA74 là tăng. Giai đoạn 2 bắt đầu tăng, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Và hôm trước tôi có nói chuyện với một cô giám đốc trung tâm ung biếu của Bệnh viện Mai, bây giờ cô bảo là bây giờ chỗ em chỉ phát hiện bệnh nhân thường giai đoạn 2, 3 ấy, chứ còn giai đoạn 1, 2, chủ yếu là 3, 4 ấy, cô nói. Chứ giai đoạn 1, 2 bây giờ cũng phát hiện được ít lắm, đấy, chủ yếu là giai đoạn muộn. Và tất nhiên là lúc đầu thì nhiều trường hợp bệnh nhân là nó chưa tăng ngay, đấy, tăng ngay và không biết là cái khả năng phối hợp của marker từ của các bác sĩ lâm sàng như thế nào. Đấy. Và người ta cho thấy là trong trường hợp theo dõi tái phát của di căn ung thư dạ dày thì phối hợp marker ung thư cũng rất có hiệu quả. Ví dụ nếu chỉ dùng CA 74 thì độ khả năng phát hiện là 88%, nhưng nếu phối hợp với lại CA 19 và CA thì nó tăng lên cái tới 70% cái khả năng phát hiện tái phát của ung thư dạ dày. Thì trong trường hợp này người ta lại rất nên là phối hợp các marker ung thư với nhau. Đấy. Ung thư biểu mô buồng trứng là CA 74 cũng trong ung thư biểu mô buồng trứng. Chúng ta có lẽ ít bác sĩ để ý đến, bác sĩ lâm sàng để ý đến là ung thư buồng trứng có thể làm được CA 74. Thường là người ta chỉ nghĩ đến ung thư dạ dày thôi. Nhưng ung thư buồng trứng là loại ung thư tế bào nhầy của buồng trứng thì CA 74 nó tăng. Đấy. Trong trường hợp ấy, ung thư buồng trứng dạng nhầy thì người ta dùng, nó còn cao hơn CA 1-5 trong trường hợp ung thư tế bào nhầy, nhưng mà cái tỷ lệ của ung thư biểu mô dạng nhầy không phải là không phải cao. Đấy. Bây giờ ung thư đại trực tràng thì phối hợp với CA, chủ yếu là phối hợp với CA và chủ yếu là theo dõi hậu phẫu và tái phát. Nhưng mà chúng ta lưu ý, tôi đã nói trên CA 74 là tăng trong một số bệnh lành tính, nếu sử dụng ngưỡng 6 u trên lít thì cái nghiên cứu người ta đưa ra này là có thể các cái bệnh lý khác nó có thể cũng gây tăng. Đấy. Rồi là bệnh khớp thì tăng đến 20% là đến có tăng trường hợp CA 74, rồi bệnh phổi các bệnh lý phụ khoa vân có thể gây tăng một chút với CA 74, hết sức lưu ý. Đấy. Rồi peptidogen cũng là một xét nghiệm mới và cũng đưa được vài năm vào để chẩn đoán, giúp cho chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày. Chúng ta biết peptidogen là một cái tiền chất của pepsin để tiêu hóa protein thức ăn. Dưới dạng được bài tiết dưới dạng pepsin 1 và 2, 1 ở hang vị và pepsin 2 là toàn bộ dạ dày bài tiết. Thì giả thuyết của ung thư là gì? Là đầu tiên viêm teo dạ dày. Viêm teo rồi dạ dày xâm lấn. Các yếu tố mà có thể là yếu tố nguy cơ ấy, làm tăng cường ung thư dạ dày là nhiễm H. pylori, căng thẳng, tuổi cao vân vân là những yếu tố nguy cơ và dẫn đến là gì? Dẫn đến ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày tức là viêm loét. Viêm loét sau đó là gì? Nên các yếu tố nguy cơ tuổi rồi căng thẳng rồi H. pylori gây ra một cái ung thư. Chính vì cái nguyên lý đó người ta mới làm xét nghiệm peptidogen. Peptidogen 1 và 2 khi viêm teo ấy và kháng tiến đến ung thư thì nó sẽ bị thay đổi cái tỷ lệ này đi. Và peptidogen 1 giảm và tỷ số peptidogen 1 và 2 giảm. Và trong trường hợp đấy thì người ta là khuyến cáo là nếu trường hợp xét nghiệm mà khám bệnh bình thường mà ấy, người ta phải tiến hành nội soi luôn. Đấy. Ung thư tụy cũng là ung thư cũng hiện nay cũng khá gặp và nhiều khi là hay gặp ở tuổi trẻ và cái tỷ lệ ác tính là cao, tỷ lệ ác tính cao. Đấy. Và các marker của nó là CA 19, CA, insulin, amylase, trypsin và ferritin. Tôi sẽ đi vào chủ yếu là CA 19. CA đã nói ở trên trong số ung thư khác rồi. Thì giá trị của CA 19 là chủ yếu trong ung thư tụy và ống mật. Trong chẩn đoán ung thư tụy ống mật nghĩ đầu tiên là CA 19. Thường là CA 19 tăng cao ung thư tụy giai đoạn muộn. Riêng CA 19 người ta thấy là thì nó liên quan cái giai đoạn ung thư. Giai đoạn mà chưa di căn nó thì nó dưới 1.000 u trên ml, di căn hạch là trên 1.000 và di căn gan là trên 10.000 u trên ml, nó cho phép là di căn và sau đó là có thể đánh giá được tiến triển theo dõi đáp ứng điều trị. Nếu mà marker này mà nó cứ tăng cao tức là ung thư tiến triển và nó cứ dùng nàng này là ổn định ở cái thứ hai, và nếu giảm bớt thì là gì, là phác đồ ấy là điều trị là tốt. Đặc biệt là cái ung thư tụy là rất khó điều trị, nó là phác đồ rất nhiều cái phác đồ nó kháng thuốc,
kháng phác đồ điều trị hóa chất là hầu như là rất hiếm có hiệu quả. Và thường là trong ung thư đại trực tràng thì nó phối hợp CA đấy. Và ung thư dạ dày thì phối hợp CA74 đấy là trong là C. Vì vậy mà CA được làm trong rất nhiều loại ung thư biểu mô và được làm với nhiều. Và trong lưu ý này, CA19 là tăng không do ung thư như tôi nói trên là tắc mật, viêm đường mật tắc mật. Ngoài ra là gì, sơ gan này, viêm tụy cấp nó có thể tăng một chút, sơ hóa năng phổi vân vân. Thì đấy là những cái lưu ý. Thực ra bây giờ làm rất nhiều bận bịu chúng ta không nhớ hết đâu, nhưng có tài liệu các anh chị khi mà thấy tăng cao chưa hiểu rõ hết, dở tài liệu ra ngồi phân tích. Và tất nhiên là phải phối hợp tất cả các yếu tố, cả lâm sàng, các chẩn đoán hình ảnh với là mang ung thư thì chúng ta phân tích, đừng vội vàng. Nhất là chúng ta biết là nó có các yếu tố nhiễu. Về ung thư phổi, chúng ta biết là ung thư phổi thì có ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Có tài liệu là ung thư phổi tế bào nhỏ khoảng 10%, tài liệu nói là 15%. Còn ung thư phổi không tế bào nhỏ là 85%, có nơi nói 90%. Đấy. Trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì có ung thư tế bào lớn, ung thư tế bào vẩy và ung thư biểu mô, đúng không? Thì chỉ điểm ung thư phổi tế bào nhỏ gồm có hai chất là ProGAP và NSE. Ung thư chỉ điểm ung thư phổi không tế bào nhỏ có SCC, CYP21 và CA. CA thì đã nói trên rồi, cho đi vào chủ yếu SCC, CYP21, còn ung thư phổi tế bào nhỏ là NSE, ProGAP. Thì về ung thư phổi nói chung là độ nhạy và chẩn đoán của các phương pháp lấy mẫu và trị khối u phổi nó tùy vào vị trí khối u và tùy phương pháp. Ví dụ như là trong trường hợp mà xét nghiệm tế bào đờm, xét nghiệm đờm để tìm tế bào ung thư, độ nhạy khoảng 60% là trong trường hợp những ung thư nằm ở phía quản trung tâm, vì tế bào ung thư dễ bong và ra ngoài ta ho theo đờm được. Thứ hai nữa là nội soi phế quản thì trong trường hợp là gì hữu ích trong trường hợp vị trí khối u, tùy theo vị trí u tăng độ nhạy khối u ở khối u trung tâm. Đấy. Nếu sinh thiết kim độ nhạy tới 88 đến 91%, phương pháp chính cho bệnh nhân khối u ung thư ở rìa phổi dễ sinh thiết, và chỉ điểm sinh học ung thư là độ nhạy đến 88,5%. Để xác định ung thư phổi ở bệnh nhân có triệu chứng thì thường phối hợp nhiều chỉ điểm sinh học, có thể để ứng dụng trong việc xác định các bệnh nhân mà có triệu chứng. Ví dụ thế. Thì trong trường hợp phối hợp và phối hợp như thế nào thì chúng ta sẽ nói sau. Về đầu tiên, là ung thư phổi không tế bào nhỏ thì CYP21 tăng cao giá trị nhất trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, và trong trường hợp là chủ yếu là ca phổi tế bào vẩy và biểu mô tuyến, tức là loại không tế bào nhỏ đấy thì có vẩy và tuyến mô tuyến, và có vai trò tiết lượng thì sống bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có thể tăng trong ung thư khác, bằng quang, buồng trứng, cổ tử cung, vân vân. NSE là ung thư phổi tế bào nhỏ, độ nhạy trên 70% là tùy giai đoạn và khu trú hay tiến xa, tăng trong số ung thư khác, ung thư thần kinh, tuyến giáp thể tủy và trong trường hợp ung thư tuyến tụy nội tiết. Một cái xét nghiệm nữa, ProGAP là cũ thì không cũ nhưng mới thì cũng là khá, cũng không hẳn còn mới, cũng 6-7 năm nay rồi. Nhưng mà xét nghiệm này tôi thấy là cũng chưa phổ biến, chưa nhiều nơi áp dụng, mặc dù là rất có giá trị. Hóc môn nội tiết kinh và cái marker này trong nghiên cứu ta cho là để bình thường dưới giá trị chưa dưới 50 mg/ml, nhưng mà nếu dùng ngưỡng 150 mg/ml mà nếu tăng trên này người ta cho đấy là độ đặc hiệu có thể tới 100%, tức là khá tốt, đúng không? Hỗ trợ cho chẩn đoán phân biệt ung thư phổi tế bào nhỏ không tế bào nhỏ. Các anh chị đều biết là ung thư phổi tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ thì là gì, là cái phương án điều trị là khác hẳn nhau, hoàn toàn khác nhau. Trong nghiên cứu cũng của cái ông Molina năm 2004 thì ông nghiên cứu cái ProGAP trên rất nhiều loại ung thư phụ khoa, đại tràng, tụy, gan, tuyến liệt, u ác tố, bệnh bạch cầu, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ, và ông thấy là chủ yếu là nó tăng ở trong ung thư phổi tế bào nhỏ, khá là đặc hiệu. Ung thư phổi không tế bào nhỏ hầu như là không tăng bao nhiêu, chưa đến 50 mg/ml, trong khi đó ung thư phổi tế bào nhỏ tăng rất là cao, khá là đặc hiệu. ProGAP này cũng hiệu. Một cái marker nữa là SCC, tức là ung thư tế bào vẩy và một loại ung thư đặc biệt có ở gốc màng nhầy và hấp, tức là ung thư tế bào vẩy nó có thể ở đâu, có thể phổi, có thể cổ tử cung, có thể ung thư ở đầu cổ, có thể làm được cái ung thư phổi, có thể nghi ngờ chúng ta có thể làm được cái marker SCC là ung thư tế bào vẩy của ba cơ quan đều có thể làm được.
trong ung thư phổi thì người ta nói này, phối hợp 6 dấu ấn ung thư phổi thì ít nhất là một cái marker ung thư mà trên bình thường là có thể là gì, cho cái độ đặc hiệu và độ nhạy là cao hơn so với dùng một cái marker ung thư, tức là cao hơn một cách tương đối. Như tôi nói trên là dùng độ nhạy thấp thì độ đặc hiệu cao, và dùng độ nhạy cao thì độ đặc hiệu sẽ thấp. Và người ta tính tương đối lên này thì phối hợp các marker ung thư, ít nhất có một marker ung thư nằm trên giá trị bình thường là độ nhạy nó tăng 88,8% và độ đặc hiệu là 82%. Giá trị chẩn đoán âm tính, giá trị chẩn đoán dương tính đều là khá cao, 80% trong một xét nghiệm sinh hóa là tương đối ổn, là khá tốt trong trường hợp phối hợp marker. Tất nhiên là trong trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ thì nên phối hợp marker nào, trong trường hợp ung thư phổi tế bào nhỏ thì nên phối hợp marker nào thì ở trên tôi đã nói rồi. Giờ ung thư cổ tử cung, SCC như tôi nói trên là ung thư tế bào vẩy. Ung thư cổ tử cung thì khoảng 90% là ung thư tế bào vẩy, chỉ định còn 7% của ung thư tuyến và khoảng đến 3% là lẫn các ung thư tuyến và ung thư tế bào vẩy. Và nếu ung thư tuyến thì người ta không có chỉ điểm đặc hiệu lựa chọn, người ta có thể làm CA, CA15, CA19 và CIPRA11, có đôi khi sử dụng được. Và vì người ta tập trung vào 90% ung thư tế bào vẩy ở cổ tử cung trên, người ta làm SCC, làm SCC để chẩn đoán ung thư tế bào vẩy. Và chỉ điểm SCC thì trong nghiên cứu, đây là một nghiên cứu trích ra thôi, là có thể dùng để phân biệt rõ giữa ung thư cổ tử cung với là bệnh lành tính của phụ khoa khác, bệnh lành tính của khoa khác. Ví dụ ung thư cổ tử cung này thì là nó cao hơn hẳn, cái giá trị tham chiếu cực kỳ cao hơn hẳn so với lại các cái bệnh lành tính của phụ khoa ở vùng hỗ trợ ấy. Đấy, độ nhạy là với đường cong ROC AUC để chẩn đoán là 0.86 với độ nhạy 61.4% và độ đặc hiệu lên 95%. Đấy, trong trường hợp như vậy. Tôi đi sang phần ung thư tuyến tiền liệt và tương đối là phổ biến ở nam giới và thường là tiên lượng tốt, nếu chẩn đoán sớm mà điều trị sớm là tiên lượng tốt. Và bạn dấu ấn thường dùng là PSA, free PSA và ACP. ACP thì không bây giờ ít người ta làm. PSA là tức là kháng nguyên đặc hiệu cho tiền tuyến, đúng từ tiếng Anh ấy, là P viết tắt của PSA đây. Là đặc hiệu cho ung, tức là kháng nguyên đặc hiệu cho tiền tuyến, nhưng mà thực tế là nó không phải là đặc hiệu lắm, nó có thể tăng trong viêm tuyến tiền liệt, phổi đại tính lành tính tuyến liệt, tôi sẽ nói sau. Nó cái này nó theo tuổi, đúng không? Dưới 50 tuổi thì khá là giá trị khác, trên 50 tuổi thì giá trị khác, và tỷ lệ free PSA trên PSA giá trị tham chiếu là trên 0.19 và sàng lọc cho nam giới trên 50 tuổi nên làm xét nghiệm định kỳ. Theo quy trình chẩn đoán người ta thường là thế này, người ta làm để cái lỗi của cái hình ảnh rồi. Rồi, người ta đầu tiên phải khám lâm sàng này. Khám lâm sàng. Sau đó là siêu âm. Thứ ba là đi xét nghiệm. Và thứ tư là sinh tiết, lúc nào cần thiết, có cần thiết phải sinh tiết hay không. Đấy là các ba bốn bước để khi mà nghi ngờ chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Đấy, như thế này, trong ung thư tuyến tiền thì đầu tiên là gì? Cái đo PSA toàn phần. Đấy. Nếu trong vùng mà dưới 4 nanogram trên lít thì thôi, đã phải làm gì? Đấy, khả năng ung thư thấp. Còn nếu mà trên 10 nanogram trên lít, khả năng ung thư cao, khả năng ung thư cao thì người ta sẽ làm tiếp nhé. Nếu từ 30.3% này, cái vùng này, từ 4 nanogram đến 10 nanogram, khả năng ung thư là 30.3%, người ta sẽ đo tiếp free PSA và tính phần trăm free PSA. Thì trong trường hợp nó mấy khả năng xảy ra, nếu trường hợp mà gì phần trăm free PSA trên 25%, khả năng ung thư thấp, người ta thôi theo dõi. Nếu mà trường hợp mà dưới 10%, khả năng ung thư rất cao 49.2%, đi sinh tiết luôn. Còn trường hợp này người ta cân nhắc tức là giữa là từ 18 đến 25%, từ 11 đến 25%, xin lỗi, 11 đến 25%, người ta cân nhắc dựa vào các cái yếu tố khác nữa để người ta quyết định là có sinh tiết hay không. Cái này nó hỗ trợ cho sinh tiết. Đấy, hỗ trợ cho sinh tiết. Tại vì mà tôi có anh bạn làm học cùng khóa, anh là trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đi, anh có khối u tuyến tiền liệt, nghi ngờ ung thư, sau đi làm sinh tiết ở bệnh viện lớn, của cán bộ dạ dày bộ môn đi sinh tiết, hôm trước hôm sau lên cơn sốt đùng đùng
và sau đó là đo cho ngay vào bệnh viện cấp cứu và người ta xác định nó là nhiễm khuẩn huyết. Nhiễm khuẩn huyết. Nhưng may là nhiễm khuẩn huyết đấy người ta xác định là do E. coli. E. coli. Như vậy sinh tiết của anh là rủi ro nhiễm trùng huyết, nhưng may là E. coli trên điều trị tốt và bây giờ anh khỏe bình thường rồi, cũng như tôi anh thôi quản lý rồi. Đấy, trong trường hợp tức là sinh tiết ở nước ngoài người ta cũng rất là hạn chế. Trường hợp người ta làm, người ta thấy cần thiết sinh tiết người ta sinh tiết. Nó giảm được rất nhiều, giảm được 30%, 20-mấy% người ta nếu làm PSA lần thần và phi PSA tính toán phần trăm PSA. Gần đây người ta đưa ra chỉ số phi nữa để đánh giá và người ta thật cần thiết người ta đi sinh tiết. Ở ta phải nói là sinh tiết hơi thoải mái, dễ dàng. Và tất nhiên là nó có rủi ro như trường hợp của anh bạn tôi đó, là anh bị nhiễm trùng khuẩn huyết nhưng may là E. coli và phát hiện sớm và anh điều trị được. Theo dõi điều trị tái phát thì PSA chúng ta dùng để trị hiệu quả điều trị rất là tốt. Trong vòng 6 tuần nếu không phát hiện được PSA là tốt và cứ 3 tháng xét nghiệm lần nếu tăng là có khả năng tái phát. Đây, trong trường hợp người ta lấy ví dụ đây, trường hợp là sau phẫu thuật nó giảm xuống sau đó là cứ theo dõi. Đấy, nếu bình thường nó tăng lên này là tái phát. Chúng ta đều biết là PSA gọi là đặc hiệu cho viêm ung thư tuyến liệt tuyến, kháng nguyên của ung thư tuyến liệt, nhưng mà nó còn tăng ở trong phỉ đại lành tính tuyến liệt, viêm tuyến liệt. Nhưng mà khi mà đã xác định là ung thư tuyến liệt rồi, sau đó mổ cắt đi rồi và điều trị rồi, ví dụ lúc bây giờ nó phương pháp điều trị khác tôi không biết, nhưng sau một thời gian thấy PSA tăng trở lại, chúng ta có còn nghi ngờ đây có thể là viêm tuyến liệt không, có thể là phì đại lành tính tuyến liệt không? Không có. Khi đã tăng trở lại thì chỉ có ung thư tái phát rồi, đừng có chờ đến khi nào là tạo thành khối u và lại đi sinh thiết lại để xem nó có phải tế bào ung thư không. Không phải, không cần, chả có thế viêm nào mà phì đại nào nó tăng trở lại cái đấy, chỉ có ung thư thôi, cái giá trị của nó trường hợp như vậy. Chứ ta chờ khối u vân thì nó lại quá muộn, đúng không? Bây giờ trong ung thư phụ khoa thì có ung thư vú CA15-3, ung thư buồng trứng thì có 3 marker CA15, HF4, một sáng này một bạn hỏi tôi đấy, và CA14 thì ung thư là màng nhầy, tế bào nhầy buồng trứng. Còn ung thư biểu mô CA và SC, ung thư tế bào vẩy thì đã nói rồi. Ở đây tôi sẽ nói chủ yếu CA15-3, CA15 và HF4 là ung thư biểu mô buồng trứng. Thì ung thư vú là CA15-3 và CA đấy, có thể làm được. Với CA15-3 thì người ta làm trong nghi ngờ ung thư vú, người ta làm CA15-3 thì tăng cao trong máu dưới 100% bệnh ung thư vú giai đoạn sớm, tức là sớm thôi, chỉ khoảng 10% thôi, dưới 10%, và 70% giai đoạn tiến xa, tức là nó di căn rồi thì nó mới tăng cao, vân vân. Cho nên chúng ta biết mà chúng ta tham khảo. Nếu phối hợp CA15-3 và CA thì tăng độ nhạy lên 10%. Nên nếu mà trên 50% là có nghi ngờ có di căn rồi, nên theo dõi điều trị. Sau đó điều trị thế này, thì là sau 1-6 tuần định kỳ, 6 tháng một lần trong 3 năm. Khi điều trị có chất, một xét nghiệm 1 tháng một lần để đánh giá đáp ứng điều trị, vân vân. Lượng CA15-3 giảm thì điều trị có hiệu quả, vân vân. Tái phát thì chẩn đoán xử trí dựa vào triệu chứng lâm sàng của hình ảnh khối u khoang nhũ ạch. Xuất hiện là thường xuất hiện muộn hơn 6 tháng so với tăng CA15-3. Tức là chẩn đoán hình ảnh trường hợp mà chẩn đoán nhũ ảnh rất trong chẩn đoán rất sớm, nhưng theo dõi điều trị nó vẫn chậm hơn là cái tái phát do dùng cái CA15-3 để chúng ta theo dõi. Và thật ra khi tức là 6 tháng một lần trong 3 năm, 7 tháng một lần trong cái đánh giá đáp ứng điều trị vân vân hóa chất ấy, cái này chúng ta không nhớ được. Đấy, chúng ta trong quá trình điều trị chúng ta xem tài liệu vài lần chúng ta sẽ nhớ lại. Và không phải tự nhiên người ta đưa ra cái này, hoàn toàn có gì trên cơ sở nghiên cứu. Người ta đánh giá trên hàng trăm bệnh nhân, hàng nghìn bệnh nhân, người ta đưa ra một phác đồ hiệu quả để chúng ta dõi. Tăng cường đặc hiệu trong sơ gan, viêm cấp, viêm mãn và các căn khác như tụy, buồng trứng, phổi dạ dày. Ung thư buồng trứng thì có hai cái marker là CA125 và HF4. Đấy. CA125 người ta nghĩ ung thư buồng trứng người ta làm CA125 luôn. Độ nhạy cơ khi kết hợp CA và 74 theo dõi điều trị vân vân, tức là để theo dõi có tái phát và di căn hay không, chẩn đoán sớm trước giờ biểu lâm sàng khi mức CA tăng trên 50% và tăng cường hiệu như sơ gan, cổ trướng, tràn dịch qua màng, viêm phúc mạc vân vân, cái tôi đã nói ở trên rồi. Mà về CA75 người ta đưa ra một số ưu điểm như này, điểm là tăng trên trong 80% bệnh nhân ung thư buồng trứng và tăng hầu hết ở các bệnh nhân ở giai đoạn FIGO 3-4 và theo dõi trong điều trị hóa trị rất là tốt. Còn nhược điểm là tăng đặc hiệu có giới hạn, cũng tăng trong số bệnh lành tính khác như viêm u nang tràn dịch, độ nhạy có giới hạn,
giai đoạn 1, 2 thì hầu hết là không thấy tăng. Và nếu dùng một mình CA15 bỏ sót một số bệnh như ung thư buồng trứng tiến triển, bệnh hoặc tái phát. Và người ta nói là gì, ở trong trường hợp ý này người ta nói thì phải kết hợp với gì? Kết hợp với HE4. Đấy, sáng một bạn hỏi tôi thì HE4 có cần làm, phải làm trong trường hợp nghi ngờ ung thư buồng trứng nên phối hợp với HE4. HE4 thì là nó thay đổi theo tuổi. Đấy, vì nó thay đổi theo cái lứa tuổi sinh lý. Dưới 40 tuổi khác, 40, 49 tuổi là khác, 50, 59 tuổi khác, 60, 69 tuổi khác và trên 70 tuổi thì nó sẽ tăng dần theo lứa tuổi. Chỉ định là trong ung thư buồng trứng và nên phối hợp CA15 trong chẩn đoán ung thư buồng trứng. Đặc hiệu hơn trong chẩn đoán phân biệt ung thư buồng trứng và u lành vùng hố chậu giai đoạn sớm. Thường kết hợp HE4 và CA15 và tính chỉ số Roma để tăng tính đặc hiệu của chẩn đoán. Và CA15 và HE4 được kết hợp với nhiều chỉ điểm khác để chẩn đoán ung thư chính xác hơn. Và đây một cái bảng nghiên cứu trên một tạp chí ung thư cũng của ông Molina này. Ông đưa ra nếu dùng một cái CA15 không hoặc một HE4 không vân vân đều cho cái giá trị thấp hơn trong độ nhạy, độ đặc hiệu. Với khi dùng kết hợp CA15 kết hợp với HE4 đều chúng ta thấy là nó đều tăng hơn nếu sử dụng với lại phối hợp các marker với nhau. Để chi tiết thì các bạn đọc cho tài liệu. Đấy, người ta nghiên cứu trên 200